Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở tập trước, Jenny thâm tình nhìn tiêu viêm, rồi lại nhìn về phía bảo hào hắc tôn, dựa vào đấu khí mà thanh linh dược tề khôi phục. Chỉ ra một ngón tay nói, 12 chiến tướng tinh linh, phụng thiên chi mệnh, truy sát ác ma, lấy tinh huyết của ta làm dẫn, đi. Một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành mũi tên, nhanh chóng lao đi. Thân thể chân ni giống như mất hết sức lực, hàm răng cắn chặt, sắc mặt vàng như giấy, nằm trong ngực tiêu viêm, thở dốc một hơi, lộ ra nụ cười nói. Đây là cấm trận trong trường sinh quyết, có năng lực khó lường, may mà có hồn thiên đan tương trợ, nếu không ta căn bản không khởi động được. Chân ni nhìn vẻ khẩn trương của tiêu viêm, trong lòng ngọt ngào, không cần lo lắng, ta chỉ hư thoát nhất thời mà thôi. Có đan dược của ngươi, rất nhanh có thể khôi phục các người nhanh đi chợ giúp khiếu chiến đi tiêu viêm nhìn dung nhan tái nhợt của chân ni từng màn từ khi hai người nhận biết lóe lên trong đầu hắn tình cảm của bọn họ vẫn luôn bồi hồi giữa hữu nghị và tình yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn cách một tờ giấy mà không thể phá vỡ có điều bọn họ không ngờ tầng ngăn cách này lại bị đâm thủng trên chiến trường hơn nữa còn là suýt nữa thì âm dương tương cách có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh chỉ có mất đi mới hiểu được sự chân quý nhưng tiêu viêm nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn về phía khiếu chiến và bảo hao hắc tôn đang chiến đấu gay gắt khiếu chiến trải qua sự ma luyện sinh tử để tấn cấp khi chiến đấu bắn ra một cỗ khí thế sát phạt khiếu thiên hổ hoàng kim cũng càng rõ ràng hơn toàn thân được bao phủ vầy màu vàng kim vô cùng dũng mãnh huyết quang của bảo hao hắc tôn mang theo sự ăn mòn băng và hỏa ngừng tụ thành chiến ý cực lớn phạm vi ngàn dặm xung quanh đều bị bao phủ một luồng khí tức đáng sợ lực phòng ngự của khiếu chiến cực kỳ mạnh mẽ sau khi dựa vào hồn thiên đan tăng đến đấu đế lục tinh lại càng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Bảo Hào Hắc Tôn. Trong lúc nhất thời, khiếu chiến và Bảo Hào Hắc Tôn rất khó phân cao thấp, đám người Tiêu Viêm cũng không thể chen vào. Tiêu Viêm phất tay, làm ra thủ thế chuẩn bị, chờ đến khi Bảo Hào Hắc Tôn lộ ra sơ hở, lập tức sẽ ra tay. Nhạc Thiếu Long và Từ Ảnh lấy ra binh khí, chờ cơ hội. Trong lòng hai người đều rõ, lực phòng ngự của bản thân không mạnh, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, bắn ra một kích chí mạng. Phong bạo vẫn như trước đây, hợp nhất với gió lốc, gió thổi mây phun phát ra tiếng vang ầm ầm xung quanh nam nhĩ minh lại xuất hiện sương mù màu lục cự mãng vạn trượng sông thẳng lên trời chui vào gió lốc của phong bạo muốn hợp nhất với phong bạo bắn ra lực lượng mạnh nhất tiêu viêm chậm rãi lấy ra cổ xích thiên hỏa vây kín cổ xích vung lên nhắm thẳng vào bào hao hắc tôn lúc này trên trời cao 12 chiến tướng tinh linh của chân ni mang theo khí thế lôi phong xé sách bầu trời chuẩn bị kết thúc trận chiến chiến tướng ngồi trên phi mã được bao trùm vầy màu xanh toàn thân lóe lên ánh sáng lấp lánh, đạp trên không trung, nơi mà phi mã đi qua, giống như khắc tinh của xương đen, nhanh chóng nhường đường. Bảo Hào Hắc Tôn thấy vậy, sắc mặt đại biến, cảm nhận được nguy hiểm, huyết nhãn của Bảo Hào Hắc Tôn nhanh chóng mở ra, chín đạo huyết quang liên tục bắn ra, xuyên qua không gian, phá vỡ vài ngọn núi, chiến tướng cực kỳ linh hoạt, né tránh hai bên, huyết quang không ngừng xẹt ngang qua, chiến tướng đến gần Bảo Hào Hắc Tôn, con người không chút dao động, lộ ra sự lạnh lùng vô tình không hề bị ma tâm ảnh hưởng. Đúng như đám người tiêu viêm suy đoán, trường sinh quyết tuy là đấu kỹ thế giai cao cấp, nhưng đã gần đạt đến thánh giai. Sau khi được thi triển, nó sẽ liên tục hấp thu một chi nguyên khí trong phương viên vạn dặm, chuyển hóa thành lực lượng sinh mạng, kết hợp với đấu khí thuộc tính mộc của chân ni, uy lực càng tăng gấp bội. Quyết quang và công kích làm tổn thương linh hồn đều bị sinh mạng lực triệt tiêu. Trong nháy mắt, chiến tướng đã tiến vào phạm vi trăm trượng của bảo hào hắc tôn. Chiến màu sắc bén đáng đâm đến, tiêu viêm suy đoán chiến đấu có lẽ có thể nhanh chóng kết thúc mọi người đều đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng sự khẩn trương trên mặt bào hao hắc tôn chậm rãi biến mất thay vào đó là nét mặt dữ tợn trong lòng tiêu viêm xuất hiện một chút hồi hộp khiếu chiến thừa dịp bào hao hắc tôn đối phó phi mã nhanh chóng lao đến nét mặt của bào hao hắc tôn cũng rơi vào tầm mắt của khiếu chiến trong lòng cũng trở nên bất an mọi người chưa kịp suy nghĩ một huyết trào cực lớn bắn lên trời cuốn cả khiếu chiến và 12 chiến tướng vào huyết quang tràn ngập cả không gian ẩn chứa sát cơ bảo hao hắc tôn cười lớn tiếng cười tràn ngập ác ý các ngươi cho rằng đấu kỹ hai hợp một chỉ đơn giản mang theo uy lực của hai đấu kỹ sao ha ha từ chiêu của ta sao có thể giống như loại suy kiến các ngươi có thể tưởng tượng được bảo hao hắc tôn cười đến ngông cuồng cực kỳ hưng phấn để ta cho các ngươi xem uy lực chân chính của nó huyết chi vực bùng nổ đám người tiêu viêm nghe được liền biến sắc ngay lúc này thân ảnh của khiếu chiến và 12 chiến tướng bị một huyết cháo cách ra có chút mờ ảo giống như ở một thế giới khác ngay cả lực lượng linh hồn mạnh mẽ như tiêu viêm cũng không thẩm thấu vào được huyết cháo không lớn chỉ rộng khoảng ngàn mét không ngừng vận chuyển tạo thành một mảnh thiên địa khiếu chiến có cảm giác đây là thiên đại của bào hao hắc tôn bất kể là vận chuyển đấu khí hay là khống chế đấu khí đều bị chậm lại giống như rơi vào một mảnh đại dương đỏ ngòm sương mù sền sệt khiến người ta hô hấp khó khăn đám người tiêu viêm bên ngoài huyết cháo chỉ có thể thấy tiếng gió lớn bên trong sương mù che khuất tầm nhìn của mọi người mọi người khẩn trương vội vàng ra tay muốn đánh vỡ huyết cháo cuồng phong được hình thành từ đấu khí của phong bạo đánh mạnh lên huyết cháo nhưng mọi người bi ai phát hiện công kích đó chỉ như đá ném trên biển huyết cháo không hề bị ảnh hưởng chân y đứng lên nói không cần công kích chúng ta phá không nổi đây là lĩnh vực ở thế giới bên trong lĩnh vực người thi triển có thể tùy tâm sử dụng có thể nói gần như là một vị thần lúc này sắc mặt nàng đã khôi phục hồng nhuận nghe vậy sắc mặt mọi người đều như cho tàn chân y tiếp tục nói không nghĩ đến đấu kỹ xung hợp của bào hao hắc tôn lại có thể đột phá cực hạn tạo ra lĩnh vực cũng may chỉ là gần như lĩnh vực nếu không hôm nay chúng ta đều sẽ mất mạng tại đây mọi người kinh ngạc hỏi lại gần như lĩnh vực chân ni nhẹ giọng giải thích gần như lĩnh vực chính là tiếp cận với lĩnh vực chân chính nhưng vẫn kém xa uy lực của lĩnh vực thật sự sự khác biệt giữa lĩnh vực và gần như lĩnh vực chính là một cái là do bản thân đã lĩnh ngộ nguồn gốc của thế giới một cái chỉ là mượn dùng lực lượng của nguồn gốc mà thôi uy lực của lĩnh vực lớn hơn rất nhiều mọi người nghe vậy thở dài một hơi ngoại trừ tiêu viêm mọi người đều nhớ đến truyền thuyết xa xưa kia trong lòng dâng lên hy vọng lĩnh vực chỉ tồn tại trong truyền thuyết nghe nói chỉ có đấu đế bát tinh trở lên mới có một tỷ lệ thấp lĩnh ngộ được không liên quan đến đấu khí chỉ liên quan đến nguồn gốc của thế giới chỉ có lực lượng của đấu đế bát tinh mới có thể tiếp xúc càng nhiều với thế giới mới có khả năng lĩnh ngộ được lĩnh vực của riêng mình có điều sau viễn cổ hạo kiếp trên đấu đế đại lục chưa nghe thấy có người lĩnh ngộ được lĩnh vực dần ra mọi người đều quên đi sự tồn tại của lĩnh vực hiểu rõ về lĩnh vực tiêu viêm hít sâu khẽ hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay chờ chết như vậy sao chân y tỉ mỉ phân tích tuy uy lực lĩnh vực vô tận nhưng thực lực của bảo hào hắc tôn vẫn chưa đủ để khống chế cho dù chỉ là gần như lĩnh vực cho nên tuy chúng ta không thể phá hủy nó từ bên ngoài nhưng ta đoán chừng bảo hào hắc tôn cũng không cầm cự được bao lâu nếu đúng như vậy ta đối với 12 chiến tướng tinh linh của ta rất có lòng tin đây chính là do sinh mạng nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm ngưng tụ thành ánh mắt nàng nhìn về phía xa tuy không muốn mọi người gặp quá nhiều áp lực nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lo lắng bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube the best audio nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nội dung hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh và xem những tập mới nhất trong thời gian sớm nhất nhé chân ni giải thích khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt tiêu viêm có chút hy vọng nhìn chân ni hỏi thật sự không có cách nào phá vỡ từ bên ngoài chân ni cao mày sắc mặt trắng bệch trừ khi có lực lượng tuyệt đối mới có thể phá vỡ lĩnh vực từ bên ngoài nếu không chỉ có thể đánh nát nó từ bên trong mọi người đều bước đến một bước vận chuyển đấu khí vậy làm sao để đi vào chân ni cười khổ nói trừ khi bảo hao hắc tôn tự nguyện nếu không không ai có thể tiến vào nghe vậy tiêu viêm vô cùng thất vọng nhưng không chút do dự lấy cổ xích ra cho dù như thế nào các huynh đệ đi theo ta chúng ta không thể nhìn khiếu chiến rơi vào hiểm cảnh bàn tay hắn vung lên năm viên hồn thiên đan xuất hiện cùng nhau nuốt xuống sau đó hắn lập tức dẫn đầu mọi người xông đến năm bóng người lao đến huyết cháo tuy có chút tiêu điều bất lực nhưng lại có vài phần bi tráng chân ni thở dài khoanh chân ngồi xuống thủ ấn nhanh chóng thay đổi khống chế 12 chiến tướng bên trong huyết cháo lúc này đám người tiêu viêm đã ở bên ngoài huyết cháo đấu khí bắn ra không ngừng bàn tay nắm chặt vũ khí đến bong ra chóc thịt máu chảy đầm đìa khiếu chiến lúc này cũng khổ không thể tả bên trong huyết cháo là tiếng cười điên dại của bà hao hắc tôn uy lực của huyết quang tăng lên mỗi một kích đều mang theo khí thế không chỗ để trốn khiếu chiến không thể vận chuyển đấu khí thuận lợi phòng bảo vệ hoàng kim đã thu nhỏ đến phạm vi một mét chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản máu tươi trên người khiếu chiến chảy đầm đìa y dùng tay che vết thương máu vẫn không ngừng tràn ra mất quá nhiều máu khiếu chiến cảm thấy toàn thân bất lực bào hao hắc tôn ta nhất định phải làm thịt ngươi ý thức của y dần trở nên mơ hồ thần chí hoảng hốt y nhắm chặt mắt lắc đầu vài lần cắn chặt môi, cố gắng để bản thân thanh tịnh. 12 chiến tướng tinh linh của chân ni còn chịu lực trùng kích kinh khủng hơn, nhưng 12 chiến tướng không hề lùi bước, bọn họ cầm thuẫn, tiến gần đến bảo hào hắc tôn, mắt thấy chỉ còn cách bảo hào hắc tôn 300 mét. Quy lực của huyết nhãn, trong huyết vực tăng lên, huyết quang bắn ra dày đặc, đánh lên những chiếc thuẫn màu lục, mỗi lần chúng một kích, 12 chiến tướng tinh linh đều ảm đạm hơn một chút. Sát khí đang ăn mòn sinh mệnh lực, 12 chiến tướng càng ngày càng mờ ảo, khiếu chiến thì thào xem ra 12 chiến tướng cũng không thể tiếp cận bảo hào hắc tôn ngay lúc này sắc mặt bảo hào hắc tôn lộ vẻ mừng như điên chân ni ở bên ngoài huyết cháo phun ra một ngụm máu tươi nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra nụ cười hộ thuẫn của 12 chiến tướng không chống đỡ nổi vỡ thành từng điểm sáng màu xanh lục lục thuẫn vừa vỡ ra 12 chiến tướng tinh linh như người về sau giống như đang dương cung bọn họ dồn lực vào cánh tay phải dung nhập vào chiến mâu ra sức ném chiến mâu ra ngoài trong nháy mắt đã xé rách không gian toàn thân họ hóa thành tinh lực chỉ vì một kích một kích này nhất định kinh thiên động địa có uy lực diệt thế một kích này hung ác nhanh chuẩn nắm đúng thời cơ ngay cả bảo hao hắc tôn cũng không nghĩ đến sắc mặt bảo hao hắc tôn trở nên âm trầm hai mắt khiếu chiến tỏa sáng thần chí đang hoảng hốt trở nên thanh tình nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu 12 chiến mâu nhanh chóng lao đến huyết vực trở nên yên tĩnh lạ thường cả không gian gần như dừng lại khiếu chiến vô cùng kinh ngạc đấu kỹ thật mạnh tốc độ thật khủng khiếp khi tốc độ đạt đến cực hạn sẽ có thể xuyên qua thời gian hóa ra không phải là giả Bào hao hắc tôn có cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ xung quanh huyết nhãn lượn lờ rất nhiều hắc vụ thân thể khổng lồ như ẩn như hiện nhưng chiến mâu vẫn đâm vào cơ thể của bào hao hắc tôn so với thân ảnh khổng lồ của bào hao hắc tôn những chiến mâu chưa đến 2 mét này đúng là không tính là gì nhưng nét mặt của bào hao hắc tôn lại khiến khiếu chiến biết được uy lực của 12 chiến mâu này vô cùng lợi hại bảo hao hắc tôn đau đớn đến mức liên tục gào thét xương đen bị xé rách gân xanh nổi lên chiến mâu tiến vào cơ thể bắn ra lục quang rực rỡ sau lưng bảo hao hắc tôn đột nhiên xuất hiện một ổ quay cực lớn trên đó khắc đầy lịch sử cùng cổ pháp viễn cổ sinh mạng khí tức tràn ra như nước thứ này chính là sinh mệnh tri luân của bảo hao hắc tôn mỗi người đều có sinh mệnh tri luân quỹ tích nhân sinh mỗi năm đều sẽ khắc một dấu vết lên sinh mệnh tri luân đến khi sinh mệnh tri luân hoàn toàn sụp đổ đó là thời khắc thọ mệnh đã hết 12 chiến mâu có thể bước ra sinh mệnh chi luân của bào hào hắc tôn, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, trên sinh mệnh chi luân đột nhiên xuất hiện 12 vết khắc, sâu đến vài tấc, vẫn đang tiếp tục lan tràn. 12 chiến mâu dần tiêu tán, vết rách trên sinh mệnh chi luân vẫn tiếp tục lan ra. Sinh mệnh chi luân bắt đầu vỡ nát, dung mạo của bào hào hắc tôn trở nên dài yếu, làn da dần khô héo, lưng còng xuống, tóc trắng toát. Bảo hào hắc tôn không nghĩ đến, 12 chiến mâu này lại có uy lực kinh người kinh ngạc nhìn sinh cơ trôi đi lần đầu tiên cảm nhận được tử vong bảo hao hắc tôn cực kỳ sợ hão hai tay kéo một cái mặt trời huyết sắc xuất hiện rút từng tia lực lượng xa anh biếc ra khỏi sinh mệnh tri luân sắc mặt bảo hao hắc tôn hồng nhuận hơn một chút tăng nhanh tốc độ rút lực lượng màu xanh ra bảo hao hắc tôn phân tâm khiến khiếu chiến có cơ hội thở dốc cũng là cơ hội tấn công tuyệt vời khiếu chiến ngưng tụ đấu khí toàn thân muốn toàn lực công kích bảo hao hắc tôn một điểm màu xanh biếc đột nhiên bay đến trước mặt khiếu chiến hóa thành một hàng chữ dùng toàn lực xé rách không gian trước sinh mệnh tri luân tuy khiếu chiến không rõ có nghĩa gì nhưng y tin tưởng chân ni khiếu chiến ngưng tụ lực lượng còn sót lại bán đến trước mặt bảo hao hắc tôn y bay lên không trung đánh ra song quyền bảo hao hắc tôn đã phân phối tất cả lực lượng huyết nhãn để chống lại lực lượng màu xanh trên sinh mệnh tri luân không còn chút sức lực để phân tâm rơi vào đường cùng bảo hao hắc tôn chỉ có thể phân quyền xuất kích đơn quyền đánh tới bảo hao hắc tôn đương nhiên đang liều mạng trước khi huyết vực chưa phá quy lực của nó vẫn không thể khinh thường nhưng bảo hao hắc tôn không ngờ rằng khi song quyền của khiếu chiến và đơn quyền của nó sắp chạm vào nhau song quyền đột nhiên tách ra làm hai không gian trước mặt bảo hao hắc tôn lập tức bị xé ra một khe hở không gian không ngừng gào thét nhưng khiếu chiến không cách nào né tránh được quyền đầu của bảo hao hắc tôn hoàn thành nhắn nhủ của củ chân ni khiếu chiến đã cực kỳ thỏa mãn y mỉm cười nhanh đón khiếu chiến dùng đấu khí hóa thành áo giáp miễn cưỡng bảo vệ cơ thể y bị đánh bay máu tươi bắn ra rơi xuống trên mặt đất bảo hao hắc tôn không hiểu hành động dị thường của khiếu chiến nhưng nhìn khe hở kia trong lòng nó cực kỳ bất an ngay lúc này khe hở lóe lên ánh sáng xanh tia màu xanh xé rách không gian bắn ra ánh sáng khiến người ta run sợ bảo hao hắc tôn tập trung nhìn đây chính là trường thanh mộng hoàn của chân ni lục quang bỗng nhiên tăng tốc lóe lên như thiểm điện ngăn cản đơn quyền xuyên qua xương đen bắn vào huyết nhãn chân ni dùng lực lượng xanh biết làm dẫn khiếu chiến phụ trợ đục quang xé nát hư không tạo thành sát chiêu bên trong huyết vực sát chiêu này phán quyết vận mệnh của bảo hao hắc tôn quyết định thắng bại của trận chiến này huyết nhãn bị phá nát máu chảy như suối bảo hao hắc tôn bị trọng thương che chán lăn lộn gào thét trên đất thi triển hai đấu kỹ tiêu hao đấu khí và nguyên khí sinh mạng uy lực càng lớn cái giá phải trả càng lớn hiện tại huyết nhãn bị phá đấu khí phản vệ huyết quang ăn mòn cơ thể thương tích đầy mình bảo hao hắc tôn không thể chống đỡ lực lượng xanh biếc trên sinh mệnh tri luân sinh mệnh chi luân lơ lửng trên không trở nên ảm đạm dần đi đến điểm cuối sinh mạng ngay lúc này bảo hào hắc tôn đã trở nên khô quát giống như chỉ còn da bọc xương huyết nhãn đã vỡ nguyên khí sinh mạng của bảo hào hắc tôn không ngừng bị sói mòn huyết vực mất đi lực lượng chống đỡ bị đám người tiêu viêm công kích đến mức tan thành mây khói huyết vực vừa vỡ chân ni vội vàng nhắc nhở hỗ trợ khiếu chiến dùng toàn lực công kích thạch luân thứ kia là sinh mệnh tri luân của bảo hào hắc tôn vừa nói xong chân ni lập tức phun ra một ngụm máu tươi nghe vậy mọi người nhanh chóng lao đến sinh mệnh chi luân toàn lực ra tay tinh quang xé rách bầu trời hỏa diễm hừng hực gió bão tàn phá bừa bãi khí độc bay đầy trời nhanh chóng phá hủy hy vọng cuối cùng của bảo hào hắc tôn ánh mắt nó trở nên tuyệt vọng lại có chút không cam tâm cường giả có tôn nghiêm của cường giả cho dù chết nó cũng không muốn chết trong tay một đám sâu kiến nhưng sinh mệnh chi luân đã vỡ nát ngay cả cơ hội tự bạo cũng không còn mảnh vỡ của sinh mệnh chi luân bay đầy trời mọi thứ trở về hư không thân thể khổng lồ của bảo hào hắc tôn ngã trên đất cánh tay vươn về phía bầu trời rồi chậm rãi rơi xuống sinh cơ hoàn toàn biến mất máu tươi từ huyết nhãn chảy thành sông tiêu viêm nhìn mọi người phân phó mọi người khôi phục một chút chờ thời kỳ suy yếu của hồn thiên đan trôi qua sau đó hắn chú ý đến chân ni chân ni không có gì đáng ngại nhưng đầu khí tiêu hao quá mức đang ở trong thời kỳ suy yếu của hồn thiên đan lúc này tiêu viêm mới an tâm cảm nhận được ánh mắt của hắn chân ni có chút đỏ bừng mặt nàng nhẹ nhàng quay đầu sang chỗ khác tư ảnh sung bái nói chân ni tỉ tỉ người đúng là lợi hại khiếu chiến mở mắt hô hấp dồn dập cảm giác vui mừng vì sống sót sau tai nạn không nghĩ đến đại tiểu thư lại không hề thua kém đấng mày dâu phong bạo cũng tán thưởng đại tiểu thư đúng là thâm tàng bất lộ không ra tay thì thôi vừa ra tay liền khiến mọi người kinh ngạc không thôi một trận chiến sinh tử kéo mọi người đến gần nhau hơn không câu nệ thân phận trần ni vội vàng chuyển chủ đề sao vậy mọi người không muốn nhìn xem chiến lợi phẩm có phong phú hay không sao nghe vậy mọi người nhanh chóng thu hồi thần sắc sùng bái liếc nhìn nhau sau đó bay về phía thi thể của bào hao hắc tôn bào hao hắc tôn là ma thú lục tinh đỉnh phong cao quý toàn thân đều là bào bối thấy vậy chân ni bật cười khiếu chiến là người đầu tiên đuổi tới y đau lòng khẽ nói người nhà lão tử chỉ thở dốc một chút người đã chảy nhiều máu như vậy đúng là lãng phí tiêu viêm theo sát phía sau đứng cạnh thi thể của bào hào hắc tôn thở ra một hơi thật mạnh bởi vì sinh mệnh tri luân đã vỡ tinh huyết của bảo hào hắc tôn đã mất đi phần lớn tinh khí sinh mệnh không còn dùng được tiêu viêm cũng đau lòng không kém khiếu chiến mọi người đều hiểu rõ nỗi đau khi dược liệu bị lãng phí của luyện dược sư nhưng một tên mãng phu như khiếu chiến thì đau lòng cái gì mọi người trợn mắt nhìn khiếu chiến may mà tinh huyết bị tổn thất nhưng một thân vật liệu cực phẩm vẫn còn không hổ là ma thú lục tinh đỉnh phong da của nó cứng cỏi mà đàn hồi không thua gì da của ma thú thất tinh có thể dùng làm vật liệu chế tạo nội giáp cực phẩm khung xương cứng rắn không gì phá vỡ khi chế tạo binh khí cho vào để rèn luyện có thể nâng giao độ rắn chắc Mà hạch lục tinh đỉnh phong cũng là cực phẩm hiếm có trái tim là suối nguồn của hỗn độn ma tâm là vật liệu cực tốt để tu tâm khi luyện dược những thứ này đủ để tiêu viêm vui mừng không thôi dưới sự vơ vét của mọi người chỉ còn lại vết máu là chứng minh bào hào hắc tôn đã từng tồn tại tiêu viêm đứng dậy nhìn nạp giới trong tay vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó khiếu chiến đột nhiên thầm mắng khốn kiếp bà hao hắc tôn này là kẻ mạnh nhất trong ba tên thủ hộ giả sao lại còn nghèo hơn so với hai tên kia tiêu viêm bừng tỉnh đại ngộ mọi người nghe vậy cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thậm chí lật tung cả tòa thành nhưng cũng không thu được gì khiến mọi người trợn trắng mắt tiêu viêm an ủi được rồi bảo vật trong thiên hạ đều là người hữu duyên có được thu hoạch lần nãy đã xem như không tệ đừng không hài lòng nữa chân ni che miệng cười khuôn mặt vẫn có chút trắng bệch khiếu chiến giận giữ đá bay hòn đá bên cạnh chiến đấu đến cửu tử nhất sinh thu hoạch lại ít như vậy trong lòng không cân bằng thật ra mọi người đều có chút khó chịu nhưng thu hoạch đều dựa vào vận khí không mạnh mẽ yêu cầu được tiêu viêm cao mày vượt qua ảo cảnh này chúng ta dường như đã đi đến cùng nhưng vì sao lại không cảm nhận được thiên hỏa và linh ấn sau đó tiêu viêm lao đến giữa không trung lực lượng linh hồn bắn ra bao phủ toàn bộ khu vực nhưng không phát hiện được gì tiêu viêm cao mày đứng giữa không trung lúc này mây trên trời phun trào vết máu dưới đất hiện lên phủ văn chui vào các tầng mây tạo thành dao động màu vàng kim tiêu viêm đang toàn lực cảm nhận thiên hòa và linh ấn không lưu ý đến việc này tiêu viêm thầm nghĩ linh ấn đài là vật do linh ấn phối hợp trước đó đã thu hoạch nhiều linh ấn đài như vậy đã chứng minh nơi này tuyệt đối có linh ấn trạm lão nói đã cảm nhận được sự tồn tại của thiên hòa vậy thiên hòa nhất định có tồn tại sao lại không có chút dao động năng lượng nào không thể nào đây rốt cuộc là vì sao chắc hẳn đã bỏ sót điều gì đó trong lòng tiêu viêm run lên suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển nhớ lại từng chút một trong ảo cảnh nhưng vẫn không nhớ được đã bỏ sót điều gì tiêu viêm mở ra cốt rực thầm nghĩ ra sức hồi tường không bằng lại lục soát một lần không chừng có thể phát hiện hắn báo với mọi người bay đi điều tra mấy vạn dặm mọi người bay qua vách núi lướt qua bão cát nhưng vẫn không thu hoạch được gì tiêu viêm bắt đầu trở nên nôn nóng bất an tiêu viêm dạo một vòng trở lại vị trí ban đầu tiêu viêm bất đắc dĩ đáp xuống tư duy vẫn còn lộn xộn thấy tiêu viêm như vậy mọi người cũng rất khó chịu bầu không khí có chút muộn phiền lúc này kim quang đã bao phủ toàn bộ tầng mây cỗ lực lượng không gì sánh kịp đã xuất hiện giống như muốn lao ra khiếu chiến nhìn khuôn mặt thất vọng của tiêu viêm cảm thấy bị đè nén vô cùng y đá một cước hòn đá bay đến trước mặt của phong bạo khiến phong bạo sửng sốt nhớ ra đây là hòn đá mà vừa rồi khiếu chiến đã đá bay phong bạo khẽ trêu để điều tiết tâm tình ta nói này khiếu chiến người và tảng đá kia đúng là có duyên liên tục đá vào nó hai lần ta thấy ngươi nhặt về làm kỷ niệm được rồi đó chân ni cười gượng nói không phải có duyên mà là có thủ mọi người bật cười bầu không khí có chút hòa hoãn chỉ có tiêu viêm vẫn cho mày ngay lúc này bầu trời xuất hiện dị sắc phủ văn vàng kim nhanh chóng xé rách bầu trời một ngọn lửa màu vàng không ngừng lao xuống bắn về phía khiếu chiến sắc mặt khiếu chiến thay đổi nhanh chóng rút lui hô to lúc này là năm nào tháng nào vậy đá một hòn đá cũng bị trời phạt Thật ra chỉ là do y xui xẻo đứng đúng cánh cửa, mà sau khi ba vị thủ hộ giả ngã xuống sẽ mở ra, lôi đình và thiểm điện không ngừng đánh vào vị trí của khiếu chiến. Sau đó, bầu trời mới khôi phục bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra việc gì. Mọi người tập trung nhìn, mặt đất xuất hiện một hố to, mơ hồ có thể nhìn thấy bậc thang uốn lượn, cuối khe hở có thể thấy một chút ánh sáng, không biết là vật gì. Tiêu viêm tràn ngập cảnh giác, đây là nơi nào? Trần Nhi thận trọng nói, không chừng thiên hòa và linh ấn đều ở dưới chúng ta tìm khắp phương viên trăm dặm không chút phát hiện nào đây là hy vọng duy nhất nhạc thiếu long lại đưa ra phán đoán cũng có thể là lối ra khỏi ảo cảnh các ngươi nhìn xem trong phương viên vạn dặm không có bất kỳ lối ra nào đương nhiên ta cũng hy vọng đúng như những gì đại tiểu thư nói ánh mắt tiêu viêm nhìn vào khe hở nhanh chóng quyết định dù là lối ra hay là nơi cất giấu linh ấn và thiên hỏa chỉ có xuống dưới giỏ xét mới biết được tiêu viêm lên tiếng giữ vững tinh thần cẩn thận một chút chúng ta đi xuống thử xem sau đó hắn vận chuyển lực lượng linh hồn đi xuống theo bậc thang hai bên bậc thềm có kiểu dáng cổ xưa trên đó điêu khắc hoa văn được bao phủ bởi linh khí màu trắng sữa ngọn lửa màu đỏ bừng lên thoạt nhìn rất có sức sống đám người tiêu viêm vận khí nâng cao tinh thần bước xuống cầu thang một không gian cực lớn xuất hiện trước mắt chống trải lại đơn giản không có trang trí dư thừa nào phía trước có ánh sáng bạc đang lưu truyền tỏa ra khí tức cường đại trái tim tiêu viêm đập thình thịch chân ni nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn tiêu viêm chấn định một chút mọi người cẩn thận đến gần ánh sáng bạc đến càng gần hô hấp của mọi người càng nhẹ cảnh giác lại càng cao cốt dược phía sau tiêu viêm tự động mở ra giống như có một loại phản ứng nào đó với ánh sáng bạc này cốt dược vung lên giống như muốn tiêu viêm nhanh chóng tiến lên tiêu viêm vội vàng ổn định bước chân hắn cảm nhận được lực hấp dẫn của ánh sáng bạc với cốt dược mọi người cũng đang kinh ngạc vì sao tiêu viêm lại triển khai cốt dược lực hấp dẫn càng lúc càng mạnh cốt dược càng đập mạnh hơn ánh sáng bạc cũng dao động uy áp cường đại khiến mọi người muốn quỷ xuống cúng bái dưới uy áp này mọi người đều không thể tiến lên ngoại trừ tiêu viêm mỗi người đều đang nôn ra máu mồ hôi lạnh ứa ra khiếu chiến kinh ngạc hỏi đây ít nhất là uy áp đấu đế bát tinh đây rốt cuộc là thứ gì lúc này tiêu viêm phát hiện ánh sáng bạc vây quanh bản thân nhưng không chút khó chịu nào tiêu viêm còn cảm nhận được tia biến hóa kỳ lạ ánh sáng bạc thấm vào cơ thể du tẩu trong máu thịt của hắn sau đó tiến vào cốt rực cốt rực lóe lên tia sáng tiêu viêm phát hiện sự mềm dẻo của cơ thể tăng lên không ít cực kỳ vui mừng tiêu viêm khẽ nói hình như ánh sáng bạc này có thể rèn luyện cơ thể đây là thứ gì chẳng lẽ là linh ấn nhưng ánh sáng màu bạc này hình như không có bất kỳ chỗ xấu nào việc này ngay lúc này sau khi ánh sáng bạc tiến vào cốt rực đại lượng ánh sáng lại lao đến cốt rực càng lấp lánh chấn động lại càng thường xuyên khiến bả vai có chút đau đớn tiêu viêm vội vàng vận chuyển đấu khí thiên hỏa hộ thể chậm sẽ kiềm chế dù vọng muốn bay đi của cốt rực ánh sáng giảm bớt mọi người thở ra một hơi vật phẩm bên trong ánh sáng bạc lộ ra nhưng nét mặt thất vọng lộ ra không sót gì chỉ thấy trên đất trống là khung xương to lớn đôi cánh to bao trùm cơ thể nhìn màu sắc có lẽ đã trải qua rất nhiều năm tháng dù vậy vẫn tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến mọi người hô hấp có chút khó khăn thứ này rất giống với cốt rực của tiêu viêm nói đúng ra là cốt rực là phiên bản thu nhỏ của nó ánh sáng bạc chút xuống người tiêu viêm khi ánh sáng chảy hết uy áp rốt cuộc cũng tiêu tan mọi người khôi phục như thường khiếu chiến thở dài uy áp thật mạnh tiêu viêm có chút hưng phấn nếu ta đoán không sai đây chính là lão tổ tông của thiên yêu hoàng tộc ở đấu đế đại lục bởi vì có quan hệ huyết mạch cho nên có lực hấp dẫn cực mạnh tiêu viêm đoán không sai đây là một vị tổ tiên của thiên yêu hoàng tộc có thực lực đấu đế bát tình ở đấu đế đại lục bị thương nặng trong viễn cổ hạo kiếp tránh ở đây chữa thương ba vị thủ hộ giả bào bà hao hắc tôn đều là hộ vệ của y sau khi chủ nhân qua đời ba vị thủ hộ giả không muốn rời đi vẫn luôn bảo vệ hài cốt của y nhạc thiếu long hỏi vì sao tiêu thiếu có phán đoán như vậy chân ni trêu ghẹo thiếu long vẫn giữ thói quen cũ từ ảnh tò mò hỏi chân ni tỉ tỉ nhanh nói cho chúng ta biết nhạc lão đại có thói quen từ lâu gì những người còn lại cũng nhìn về phía chân ni chân ni cười nói hắn nha trước kia làm trợ lý ở phòng đấu giá phàm là thứ chưa từng nhìn thấy đều phải hỏi thăm tỉ mỉ rõ ràng dần Ra trở thành thói quen sau đó nàng quay đầu nói tiêu thiếu Người tranh thủ thời gian giải thích cho Thiếu Long đi. Nếu không, dọc đường e rằng đều chỉ nghĩ đến việc này. Nhạc Thiếu Long cười cười. Tiêu Viêm giải thích lai lịch của Cốt Dực với mọi người. Nghe xong, mọi người cảm thấy Tiêu Viêm phán đoán rất chính xác, tâm tình trở nên hưng phấn. Khiếu Chiến nói: Trước chúc mừng Tiêu Thiếu. Cho dù như thế nào, đôi cánh này đối với Tiêu Thiếu cũng là chuyện tốt. Hải Cốt có thực lực bát tinh trở lên, đây là vận may trời ban. Tiêu Thiếu, đem Hải Cốt và Cốt Dực của ngươi dung hợp rồi nói sao? Về phần Thiên Hòa và Linh ấn vẫn còn hy vọng. Chân Nhi vui mừng nói, nếu là cánh của tiền bối thiên yêu hoàng tộc, vậy sẽ rất phù hợp với cốt sực của tiêu thiếu, không chừng có thể tăng lớn phẩm chất của cốt sực, nhưng cơ duyên càng lớn, nguy hiểm lại càng cao. Cảm nhận được những thay đổi do xương cánh mang lại, cảm giác cơ hồ xương cánh ra liền có thể phá không mà đi, khiến ánh mắt của tiêu viêm nhất thời lộ ra lửa nóng thậm chí nhiệt độ còn vượt qua thiên hỏa, hạnh phúc đột nhiên xuất hiện lấp kín lồng ngực, ngay cả thở ra cũng có một cỗ khát vọng nóng bỏng, nhưng mà đây chỉ là hiệu quả mang tới, của tinh khí sinh mạng xương cánh ngừng tụ thành ánh sáng màu bạc nếu như luyện hóa bát tinh đấu đế thiên yêu hoàng cánh còn không biết sẽ mạnh đến mức nào kết hầu của tiêu viêm bất giác trượt lên xuống mấy lần bờ môi trở nên khô khốc trong mắt không giấu được vẻ sốt ruột nhạc thiếu long nhìn ra tâm tình bức thiết của tiêu viêm nhẹ nhàng mở miệng tiêu thiếu luyện hóa ở ngay chỗ này đi chúng ta hộ pháp cho ngươi mà mọi người lại cũng có thể tìm kiếm nơi này thật kỹ xem có manh mối gì về thiên hòa cùng linh ngắn không đám người lập tức tán ra bốn phía vì hộ pháp cho tiêu viêm nên đồng thời cũng không quên gõ vách tường khắp nơi kỳ vọng có sự tồn tại của những cánh cửa bí mật hoặc những khám phá mới cái này rõ ràng là chưa từ bỏ hiệu suất không gian dù lớn nhưng với thực lực của tất cả mọi người dưới khoảng cách gần như vậy căn bản không thể có bất kỳ dao động nào có thể thoát khỏi thần kinh mẫn cảm của họ bất quá mọi người vẫn lạc ở bát tình đấu đế luôn có chút lòng chờ mong vào vận may Hy vọng xa vời ấy nói không chừng còn có kỳ tích xảy ra về phân cánh cổng ánh sáng có thể là lối ra ảo ảnh, có lẽ phía sau chính là chỗ ấn thiên hòa cùng linh ấn, ai biết được, chờ tiêu viêm luyện hóa xong lại đi thăm dò cũng không muộn, dù sao tiêu viêm ở đây thu được si vật bát tinh đấu đế, đã là một thu hoạch ngoài ý muốn cực lớn của chuyến này, và tất cả mọi người đều rất vui mừng cho tiêu viêm từ tận đáy lòng. Lúc này tiêu viêm căn bản không rỗi rãi chú ý những điều này, ngoài đôi cánh khổng lồ ra, trong mắt hắn không có thứ gì khác, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiêu viêm điều tức vận khí đấu khí luân chuyển qua lại trong cơ thể vài lần hắn từ từ thở ra một hơi thở đục ngầu và đôi mắt càng thêm sáng lên tay trái nhẹ nhàng bắn ra thiên hỏa màu xanh đen mãnh liệt mà ra đều đem khung xương bao khỏa ở bên trong tiêu viêm không chút do dự dùng sức toàn thân liên tục không ngừng chút xuống đấu khí đi vào ánh lửa hừng hực tự như sóng lớn vạn trượng sóng biển ngập trời may mắn thay tiêu viêm có linh hồn chi lực cực mạnh đem thiên hỏa áp chế ở mức vừa vặn bao trùm phạm vi khung xương bên trong nhưng bất chấp điều này, nhiệt độ trong không gian vẫn lên cao kịch liệt. Thậm chí ngay cả vách tường cũng lờ mờ phát ra màu đỏ sẫm. Tiêu viêm dường như đã bước vào trạng thái luyện sược, không hề bận tâm, mà tập trung rèn luyện khung xương, sắc mặt nghiêm túc, khuôn mặt thanh tú bị thiên hỏa hừng hực lấn át, mang theo vẻ soái khí của một soái ca. Đành rằng nam nhân đẹp trai nhất khi chăm chú, chân ni nhìn tiêu viêm lúc này lại có chút ngây dại, bởi vì cái gọi là nhìn mỹ nhân dưới đèn, chớp chớp ánh lửa chiếu rọi bộ dáng si ngốc của chân ni đặc biệt mê người chỉ tiếc tiêu viêm ngưng thần rèn luyện không còn thời gian để phân tâm và bỏ lỡ cảnh đẹp luyện hóa thiên yêu hoàng cánh là một hạng đại công trình không được nửa điểm phân tâm tiêu viêm không dám buông lòng một chút nào tinh thần hắn cao độ tập trung không lấy thiên hỏa dùng ngọn lửa màu xanh đen đen bao phủ khung xương to lớn không ngừng tiến hành rèn luyện thiêu đốt ánh sáng khuếch tán tràn ra bốn phía xung quanh dưới nhiệt độ cao ánh sáng cũng biến thành có chút vặn vẹo cả tòa thạch thất một mảnh sương mù Thời gian chẳng biết đã trôi qua bao lâu, dù không có mùa xuân hoa tàn lụi, sắc cảnh mùa thu càng ngày càng đậm, nhưng cũng giống như một năm thoáng qua, cả ngày lẫn đêm không ngừng rèn luyện, đấu khí tiêu hao hơn 10 phần, với thực lực ba sao đấu đế sơ kỳ của Tiêu Viêm, muốn tiếp tục chống đỡ thì không thể nghi ngờ là người sai nói nhảm, may mắn có một số lượng lớn đan dược hỗ trợ, mới khiến cho rèn luyện không hề bị gián đoạn. Trên thực tế, nếu như không có chuẩn bị số lượng lớn đan dược, cho dù Tiêu Viêm có hưng phấn cỡ nào, dù có sốt ruột đến đâu, cũng không dám tiến hành luyện hóa vào lúc này, bởi vì nếu như luyện hóa bị gián đoạn, đó chính là phí công nhọc sức. Sòng giã 7749 ngày, ảm đạm trong phòng chỉ có ngọn lửa màu xanh đang cháy hừng hực, ánh sáng màu xanh càng không ngừng lấp lóe, khung xương rốt cục cũng xảy ra biến hóa, chỗ xương cốt không ngừng có bọt khí tuôn ra, sau khi tan hình thành xương mù mông lung rực rỡ, bao phủ ở phía trên. Đây là dấu hiệu của luyện hóa thành công, đồng thời cũng là dài, trong đoạn luyện hóa mấu chốt nhất, Tiêu Viêm lúc này toàn bộ sắc mặt đều trở nên trắng bệch, mà trên khuôn mặt tái nhợt còn thấm một tầng mồ hôi bóng loáng, hiển nhiên hắn có chút chống đỡ hết nổi, Tiêu Viêm một tay đưa ra, thuận tay cầm lấy một bình thanh linh dịch trên mặt đất rót xuống dưới, mới hơi có chuyển biến tốt đẹp, sau đó lại chuyên chú tiến vào luyện hóa, thanh linh dịch được chân ni đặt ở chỗ đó, 49 ngày qua, nàng một bước cũng không rời, luôn canh chừng Tiêu Viêm, thay hắn lau mồ hôi, thay hắn giữ mãi một bình thanh linh dịch để ở chỗ thuận tay nhất, tất cả những điều này, động lại trong mắt mọi người, đều hiểu ý cười cười mà mỗi lần đám người phát ra tiếng cười hiểu ý kiểu này má phấn của chân ni kiểu gì cũng sẽ phát ra một vệt đỏ hồng như dáng chiều có ngượng ngùng càng nhiều hơn là hạnh phúc thời gian nhoáng một cái lại qua bảy ngày thiên hỏa bao khỏa khung xương càng ngày càng nhỏ đứng ở ngoại vi chỉ thấy xa xa một đoàn ánh lửa nhỏ đang nhảy nhót đám người nhao nhao vây quanh bốn phía của tiêu viêm nhìn thiên hỏa của tiêu viêm bên trên mong chờ khoảnh khắc luyện hóa thành công khi sắc mặt tiêu viêm trắng bạch gần như trong suốt lúc thiên yêu hoàng khung xương bên trong thiên hỏa rốt cục hóa thành một mảnh xương mù xám bài lả tả như tuyết mùa đông rơi xuống chân mọi người phía trên buồng đá lơ lửng bảy giò tinh huyết chính là tinh hoa của thiên yêu hoàng biến thành khi xem xét kỹ hơn tinh huyết bên trong có một vệ sinh mạng trí lập lòe đang lưu truyền khiến người ta mê mẩn giống như là rèn luyện bích ngọc tinh tủy mà thành lưu truyền lên ánh sáng như hòa, ống ánh sáng long lanh tiêu viêm đã có kinh nghiệm luyện hóa xương cánh từ trước nên không quá ngạc nhiên chỉ là đuôi lông mày nhếch lên tràn đầy vui sướng nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bát tinh đấu đế tinh huyết rất phấn khích miệng đều không khép lại được đám người cảm thán không thôi một cái khung xương to lớn có tất cả tinh hoa đều ngưng tụ đây chính là cực phẩm tinh huyết thiên hỏa rèn luyện uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường tiêu viêm vung tay lên đem bảy giò tinh huyết giữa không trung cuốn tới bên người chuẩn bị thu vào trong bình ngọc trắng dùng để luyện chế đan dược sau này tinh huyết vừa tiếp cận đám người tinh khí sinh sôi nảy nở nhanh chóng lan đến tứ chi và huyết mạch của họ đám người cảm nhận được từng đợt thần thanh khí sảng cơ hồ muốn kêu ra thật không hổ là bát tinh đấu đế tinh huyết công hiệu kinh người chỉ bất quá mặt ngoài nhìn như ôn nhu động lòng người trong đó lực lượng cuồng bạo có thể khiến người được phục dụng bạo thể tại chỗ mà chết trừ phi trải qua luyện sử sư tinh luyện mới có thể trung hòa bạo ngược trong đó điểm ấy tất cả mọi người phi thường rõ ràng cất kỹ tinh huyết tiêu viêm thoải mái cười to trong lòng tràn đầy chờ mong Tâm tình cũng theo sóng, ánh mắt quét qua thạch thất trên không, đó mới là chỗ hắn quan tâm nhất, trên đỉnh của thạch thất, một đôi cánh dài, đến mấy thước đang lẳng lặng bay lơ lửng ở nơi đó, giống như bạch ngọc phỉ thúy óng ánh, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cánh hơi vỗ nhẹ, không gian bị quấy lên bởi sóng lớn vạn trọng, chấn động đến thạch thất run không ngừng, cánh thật mạnh, Tiêu Viêm Tâm tình khó mà bình tĩnh, trong lòng không khỏi có chút cao hứng, kích động đến mức độ không còn gì hơn, rốt cục rèn luyện cũng thành công và tiếp theo là dung hợp cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết tiêu viêm bấm ngón tay kết ấn chỉ xiên vào đôi cánh đang treo lơ lửng phát ra một tiếng đi mũi tên máu bay về phía xương cánh máu tươi tràn ngập không trung hóa thành mây máu nhanh chóng hòa vào xương cánh tiếng xương cánh vang lên rung chuyển cả bầu trời dị tượng xuất hiện hóa thành một đạo bạch quang nhanh như chớp bắn vào đôi cánh phía sau lưng tiêu viêm xương và cánh xâm nhập vào cơ thể cánh sau lưng tiêu viêm dường như đang run lên như vi thần nhìn thấy đế quân không chút do dự lựa chọn thần phục, không có chút nào phản kháng, mặc cho bạch quang tiến vào chiếm giữ. Khi bạch quang phủ lên đôi cánh, tiêu viêm rõ ràng nghe được thanh âm xương cánh đứt gãy phía sau, tất cả xương cốt tựa hồ cũng bị đánh gãy rồi ghép lại. Bắt tình đấu đế di vật lấy tư thái cường hoành tuyệt đối tiến hành quá trình dung hợp, chán tiêu viêm mồ hôi quần cuộn tuôn ra như thể đối mặt với biển bao la vô biên, tia chớp chi chít ngang trời, sấm sét dung chuyển bầu trời, chỉ là một con thuyền nhỏ trên sóng, hoàn toàn phó thác cho trời tay đứt ruột sót, xương cánh sớm đã cùng tiêu viêm hợp làm một thể bây giờ toàn bộ xương cốt đều bị cưỡng bức đập nát loại đau đớn thấu tận tim gan tiêu viêm liều mạng bấu lấy mặt đất gân xanh nổi lên như một sợi dây cung bị kéo mặt mày méo mó gần như biến dạng ngã nhặn trên người tiêu viêm đã tìm không thấy bóng sáng. có chỉ là dã man nhân đang gào thét cố nén đau nhức vô bờ bến tiêu viêm miễn cưỡng vươn tay ngăn cản hành động của mọi người muốn giúp đỡ vận chuyển thiên hỏa liều mạng bảo vệ một tia linh chi cuối cùng đề phòng bản thân rơi vào trạng thái hôn mê đây là một trở ngại một trở ngại phải nhất định tự mình vượt qua người ngoài không có biện pháp giúp điểm này tiêu viêm phi thường rõ ràng đối mặt với sức mạnh của bát tinh đấu đế hắn không thể làm gì được điều duy nhất có thể làm là bảo vệ trái tim mình và chịu đựng sự dày vò vô biên may mắn cánh sau lưng tiêu viêm phẩm dai không cao không có bất kỳ chống cự gì nếu không song phương đối kháng lực lượng có thể đủ để đem tiêu viêm xé rách một cách dễ dàng xung hợp kéo dài đến ba canh giờ mới dần dần lắng xuống trong thạch thất chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh tiêu viêm chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt thần sắc cơ hồ tràn đầy sức sống vết thương trên lưng hoàn toàn biến mất ngay cả vết sẹo cũng không có để lại tại thời khắc này tiêu viêm cảm giác được huyết nhục của mình tạng phủ xương cốt mặc dù chỉ chịu đựng dung hợp một lúc cọ dừa với lực lượng cực nhỏ nhưng đã được ích lợi không nhỏ lực lượng cường đại đang lưu chuyển chậm chậm da thịt cũng lấp lóe sáng bóng trong suốt suy nghĩ của tiêu viêm vừa động một đôi cánh dài đến mấy thức cánh xảy ra. Bây giờ cánh xương này đã tiến hóa, nó hoàn toàn khác với bộ xương màu trắng sữa trước đây, xương cốt óng ánh sáng long lanh, gần như hơi mờ, lượn lờ xung quanh là một màn xương mở ảo, đếm không hết phủ văn yếu ớt chiếu sáng như ẩn như hiện, như đêm sao lốm đốm đầy trời, đẹp đến mức như mộng như ảo, nhẹ nhàng vỗ. Tiêu viêm chỉ cảm thấy không khí dường như không có sức cản đối với mình, bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh tiêu viêm bỗng nhiên biến mất, khiếu chiến chỉ cảm thấy bả vai bị vỗ nhẹ một cái chưa kịp nhìn là bóng người nào thì đã thấy tàn ảnh của tiêu viêm ngưng lại thật nhìn thấy tiêu viêm hướng phía mình mỉm cười khiếu chiến đột nhiên nhận ra rằng đó là tiêu viêm vỗ vai của mình thậm chí ngay cả tàn ảnh còn chưa kịp tiêu tán đã bay một cái vừa đi vừa về đám người hít một hơi lãnh khí tốc độ này cũng quá dị thường khiếu chiến cực kỳ hâm mộ nhìn tiêu viêm chúc mừng tiêu thiếu chân ni cười khẽ chúc mừng ngươi trong con ngươi không che giấu được vui vẻ tiêu viêm được xương cánh này năng lực sinh tồn được tăng lên rất cao chân ni tự nhiên vui vẻ không thôi tất cả mọi người rối rít nói lời chúc mừng từ ảnh đào quanh xương cánh không ngừng vuốt ve đôi cánh như mơ cũng không nỡ bỏ xuống yêu thích không buông tay ở trong mắt từ ảnh cái này đơn giản chính là một tác phẩm mỹ thuật làm bằng mạch ngọc quá hoàn mỹ phong bọ tò mò hỏi thăm cảm thấy bát tinh đấu đế di vật không phải chỉ đơn giản như vậy tiêu thiếu trừ tốc độ tăng lên chiếc cánh này còn có chỗ gì hơn người không Câu hỏi của Phong Bạo hỏi, khiến mọi người tò mò, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Tiêu Viêm, trên dưới trái phải dò xét, như thể khuôn mặt của Tiêu Viêm được phủ đầy hoa. Ta cũng không biết nữa, Tiêu Viêm không quen với việc bị đám đông vây xem, hắn hơi ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, chỉ là quá trình dung hợp có rèn luyện thân thể, vóc dáng cường tráng, cái khác tạm thời không có phát hiện. Đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm lơ, đãng hướng bước tới trước mấy bước, xương cánh nhẹ nhàng lướt qua vách tường dày đặc, một tiếng rất nhỏ cắt chém vang lên tiêu viêm quay đầu sắc mặt lại hơi kinh hãi phản ứng của tiêu viêm khiến đám người hiếu kỳ quay đầu một vết cắt thật sâu lưu lại ở trên vách tường bọn họ hai mắt nhìn nhau khiếp sợ không thôi bởi vì không ai hiểu rõ hơn họ là bức tường cứng như thế nào tại thời điểm tiêu viêm rèn luyện cánh bọn hắn tìm kiếm hốc tối đã từng dùng binh khí ở phía trên xẹt qua bất quá cũng chỉ có thể lưu lại một tia vết cắt lúc ấy đám người còn kinh ngạc chất liệu của vách tường này đã cũng không phải đá thế mà cứng cỏi như vậy không nghĩ tới bị cánh của tiêu viêm nhẹ nhàng vạch một cái lại sâu đạt vài tấc tiêu viêm ngay từ đầu hơi kinh hãi không nghĩ tới xương cánh sắc bén như thế nhìn thấy đám người chấn kinh lại nghe đám người giải thích hắn mới biết được đâu chỉ là sắc bén quả thực chính là sắc bén đến khủng bố hắn mừng rỡ trong lòng dâng lên một cái suy nghĩ to gan cực hạn tốc độ phối hợp cực độ sắc bén sẽ là hiệu quả như thế nào tiêu viêm đề xuất ý kiến chân nhi là người đầu tiên đồng ý trong lòng đám người cũng hơi động nhao nhao yêu cầu tiêu viêm thí nghiệm một chút tâm niệm của tiêu viêm vừa động đấu khí quán chú tràn vào trong cánh xương xương cánh bạch quang trói mắt tách ra hào quang trói mắt sáng đến mức khiến người ta không thể mở mắt thân hình hắn truyền thì triển tam thiên lôi động toàn bộ không gian dưới lòng đất chỉ thấy một tia sáng bạc lập lòe một bóng người cũng không thể bắt được nhanh như chớp nhanh như sấm không phát ra âm thanh nào giống như cá bơi trong biển đại bàng xải cánh bay cao trên bầu trời cảm xúc vui vẻ của tiêu viêm từ đan điền dâng lên xuyên qua hết hầu biến thành một tiếng huýt sáo vang vọng trong không trung ở bên trong thạch thất hơi thỏa mãn cảm giác bay lượn tiêu viêm cong người giữa không trung tia sáng sắc bén từ rìa cánh xương lộ ra dường như còn sắc bén hơn cả lưới kiếm thần thánh lập loè thần hoa trói mắt vô cùng trong chốc lát tới gần vách tường chém vòng qua phát ra một trận tiếng leng keng chớp mắt một cái vết xước sâu chẳng chỉ sang khắp nơi và bức tường đột nhiên như bị vỡ vụn nhìn thấy mà giật mình tiêu viêm tiêu sái thu cánh giữa không trung đứng thẳng lại phát hiện phía dưới thế mà không có bất kỳ phản ứng gì an tĩnh đến mức âm thanh hô hấp đều vô cùng rõ ràng đưa mắt thấy tất cả mọi người bên dưới đều như hóa đá trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua tiêu viêm thật lâu chưa kịp phản ứng khiếu chiến hai mắt gắt gao chừng tiêu viêm còn đang hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ trời đây cũng quá lợi hại đi ta chỉ nhìn thấy một tia sáng như vầng trăng sáng xuyên qua bầu trời tối tăm bức tường bất khả xâm phạm này lại bị phá hủy như thế này quá không thể tin được từ ảnh, nhanh nhéo ta, lợi hại, độ sắc bén tương xứng với trường thanh mộng hoàn của ta, nhưng là tốc độ vượt xa trường thanh mộng hoàn, tiêu thiếu, lần này ngươi thật là nhạt được bảo bối. Chân ni sắc mặt tràn ra nụ cười làm toàn bộ không gian đều nổi bật lên xinh đẹp, đám người vuốt ve vết cát trên vách tường, chợt chợt tán thưởng. Tiêu viêm bây giờ tốc độ phối hợp sắc bén lưỡi đao, liền xem như năm sao đấu đế, rất có thể hắn sẽ ôm hận dưới xương cánh nếu bị khinh thường. Hành trình tới huyễn cảnh lần này, thu hoạch xác thực không ít, khóe miệng tiêu viêm mang theo nụ cười thản nhiên trong lòng tràn đầy vui sướng ánh mắt chuyển hướng về phía cửa sáng nhìn không gian cánh cửa ánh sáng phía sau hồi lâu tiêu viêm mới chậm rãi nói giọng nói từ từ bình tĩnh trở lại mặc dù ít nhiều lộ ra mệt mỏi vì chiến đấu trong nhiều ngày nhưng vẫn không che giấu được sự háo hức và niềm tự tin trong lòng sẽ không bao giờ thay đổi ông trời đã cho chúng ta một cơ hội như thế vì vậy thiên hòa cùng linh ấn cũng tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng gió mát thổi qua làn gió mát len qua những bậc thềm thật dài bầu trời bên ngoài bụi mịt mù vẫn còn mùi máu tanh nơi này chứa đựng những trải nghiệm sinh tử của mọi người giờ mọi chuyện đã ổn thỏa liền muốn ly khai ai cũng luôn có cảm giác tản mát ai cũng không tránh khỏi một chút xúc động nhưng bước chân thì có không dừng lại chậm rãi quay đầu đi theo bước chân của tiêu viêm chuẩn bị bước qua cánh cổng ánh sáng và đi đến một thế giới khác có lẽ là lối ra hoặc có lẽ là vị trí của thiên hòa cùng linh ấn không biết đây là một từ ngữ để người mong đợi không xác định đại diện cho hy vọng đại diện cho lo lắng bất an đại diện cho đam mê và rủi ro dưới sự dẫn dắt của tiêu viêm tất cả mọi người đều bước vào cánh cổng ánh sáng ánh sáng lấp lóe một trận ánh sáng vạn vẹo bên trong thân ảnh của đám người xuất hiện phía trên giữa không trung tiêu viêm sừng sững trên trời cao núi non sông nước đều ở dưới chân xương cánh từ từ xòe ra một cảm giác khống chế tốc độ hiện lên trong đầu dường như muốn đến đâu cũng được ở trên cao tầm mắt rộng lớn đám người dõi mắt trông về phía xa trời cao mây nhạt hết thầy đều thu vào trong mắt khiến người ta cảm thấy dễ chịu để người không tự chủ được sinh ra một cỗ trí khí hào hùng muốn cầm đầu thiên hạ hít một hơi dài ánh mắt mọi người lếch nhìn mặt đất vẻ mặt cứng đờ tại chỗ trong phút chốc như đông cứng như tảng đá khô sắc mặt biến đổi đó là sự vui mừng xen lẫn kinh ngạc điều đáng mừng là không có bóng dáng của tiêu dao và cũng không có phong cảnh quen thuộc đây chắc chắn không phải là lối ra đồng nghĩa với việc nó rất có thể là địa điểm của thiên hòa cùng linh ấn thật bất ngờ khi khung cảnh bên dưới vượt quá sức tưởng tượng của mọi người khiêu chiến lấy thần kinh của tất cả mọi người phía dưới mây là chín ngọn núi đá chín đỉnh sừng sững chọc trời cao chót vót nguy nga trầm hồn dãy núi chập trùng trùng điệp đá lởm chởm cây cổ thụ che trời tán cây rậm rạp cây và thân cây cổ thụ có màu tối thật là ngoạn mục nhưng điều này còn lâu mới đủ để khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc tất cả mọi người đều sửng sốt chỉ bởi vì phía dưới là hàng ngàn mẫu rừng nhưng không có sóng xanh bất tận không có tiếng thông gieo theo từng đợt, không có từng mảnh lá phong đỏ, không có màu vàng nhạt, không có màu phấn hồng, không có màu lục bảo sẫm, không có xanh nhạt, hoặc thậm chí không có một chút màu sắc tươi sáng. Có, chỉ là một mảng cho bụi rộng lớn. Đúng vậy, tông màu xám, núi rừng bất tận, rừng rậm, thảm thực vật, thậm chí cả hoa bên dưới, tất cả đều là màu xám với các sắc độ xám khác nhau, giống như tranh sơn thủy mặc bằng mực với các sắc độ phù hợp, ai cũng không tin được những gì mình nhìn thấy, rụi rụi mắt nhìn kỹ, vẫn là màu xám mênh mông suối trong vắt đang chảy xương trên cành còn khô trông như pha lê xám xịt theo lá từng đóa từng đóa tử la lan mở ra cũng là màu xám nhàn nhạt, nhạt không biết có phải hay không nên đổi gọi là cho lùm cây ô mai sinh trưởng rộng lớn trong rừng cũng là một màu xám đen không có màu sắc lộng lẫy không có cây cối xanh tươi chỉ có màu xám lẽ ra là màu của sự tính mịch nhưng mọi thứ lại rất yên tĩnh và thơm ngát tràn đầy sức sống đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nhưng nó lại thực sự hiện ra trước mặt mọi người. Tiêu viêm chăm chú nhìn phía dưới, tỉnh táo lại, ung dung mở miệng, vầy mực sơn thủy, tự do tự tại, cho tới bây giờ những cảnh sắc này chỉ xuất hiện trong tranh, vậy mà chân thật như thế xuất hiện tại trước mặt chúng ta, tạo hóa quả thực kỳ diệu. Trên bầu trời gió lạnh thổi đến một bộ đồ đen bay phất phới, như thể giọt mực dày đặc rác vào không gian, lưu lại dấu vết, thật là dễ thấy. Hiếu chiến nhàn nhạt nhìn lướt qua đỉnh núi, cởi mở tiếng cười hòa tan đám người một mặt chấn kinh khi tầm mắt nhìn thấy tất cả non sông không biết sẽ như thế nào khi dựa vào lan can và cầm rượu đối mặt với một khung cảnh xám xịt như này rất mỹ lệ là đằng khác thân ảnh chân ni rơi xuống vuốt ve một lá bích ngọc to bằng lòng bàn tay có ánh sáng xám lung linh đó là một kết cấu lá sinh ra tự nhiên rất mịn Từ ảnh cũng tò mò hái lên một đóa hoa mẫu đơn trên đó có một chút anh nhũ giống như hoa mà không phải hoa như ngọc mà không phải ngọc không lộng lẫy tràn đầy hương vị cổ xưa mang đến cho người ta một loại cảm giác khác lạ. Tất cả những thứ này thật rất thần kỳ. Rời xa huyết tinh, thư giãn và tàn bộ trong khu rừng tông màu xám mới lạ, ánh nắng chói trang dịu dàng xuyên qua ngọn cây và chiếu xuống gốc cây. Đám người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và toát lên một bầu không khí dễ chịu. Hình như có thứ gì đó ở phía xa. Ngoài việc thư giãn, linh hồn chi lực của tiêu viêm vẫn luôn thăm dò. Suy cho cùng thì tốt hơn hết là nên cẩn thận trong một môi trường không xác định. Quét lên không trung, thuận theo phương hướng mà tiêu viêm chỉ chỉ thấy dãy núi vây quanh ở giữa từng nhánh từng tòa lần lượt từng cụm cột đá thạch phong to lớn màu xám đen ngầm cao đầu trên bầu trời chỉ trỏ giống như một mảnh thương hắc xâm lâm mênh mông rừng đá ở giữa một vũng nước trong vắt có một con quái vật khổng lồ nằm sấp quái vật khổng lồ chiều cao hơn ngàn mét mặc áo giáp nặng nề tương tự như một phiên bản phóng to vô tận của con tê tê trên lưng có một hàng gai khủng bố sắc nhọn dài tới vài mét cái đuôi lớn tùy ý vung vẩy ở giữa khiến núi đá sụp đổ, cho bụi mù mịt, sáu sao đỉnh phong uy áp làm người sợ run. Nhạc Thiếu Long cao mày nói, khóe mắt không khỏi nhảy lên vài cái, nếu như đoán không lầm, đây chính là viễn cổ chiến thú man thú bên trong phá núi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ta cảm thấy nếu như không có sự cảm ứng từ thiên hòa cùng linh ấn, tốt nhất đừng trêu chọc những viễn cổ man thú này. Phong Bảo ở bên cạnh đề nghị, sau khi trải qua sức mạnh của sáu sao đỉnh phong uy lực từ trên thân Bảo Hào Hắc Tôn, đến nay vẫn để lại trong lòng mọi người một bóng ma tiêu viêm chuyển hướng ánh mắt sang tử ảnh mang theo ý tứ hỏi thăm tử ảnh nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý với phong bạo ngay sau đó nam nhĩ minh khiếu chiến cũng nhẹ gật đầu tốt chúng ta đổi hướng đi nói thật đáy lòng tiêu viêm cũng không muốn tiếp xúc với viễn cổ man thú này có thể từ thời đại viễn cổ tồn tại đến nay vai trò không phải đơn giản không có lợi ích xung đột tiêu viêm cũng không muốn đánh cược cuộc sống của tất cả mọi người đảo ngược phương hướng hướng về một ngọn núi khác mà đi tầng trời thấp xuyên qua khu rừng rậm rạp trước mắt mọi người hiện ra một tầng thác nước màu xám bạc ngàn sợi bạc mềm mại tung bay trên vách đá những giọt nước nhỏ phun ra từ trong thác nước cũng mịn như khói bụi tràn ngập trong không khí hóa thành hơi nước mờ ảo trên vách đá mọi người lại nhìn thấy một kim sắc quạ đen với chiều dài chỉ vẻn vẹn 3 mét kim sắc quạ đen thanh lệ tuyệt thế một chân đứng ở trên vách núi cắt tỉa lông vũ mềm mại đám người ánh mắt quét qua cảm thấy như kim sắc quạ đen nếu đi thêm nửa bước nữa sẽ rơi xuống vực sâu vô tận, mồ hôi đầm đìa. Kim sắc quạ đen lông vũ giống như ngọn lửa rực cháy, trong thế giới xám xịt này mang đến cho người ta cảm giác vô cùng mộng mị. Nó dừng cánh bay lên, khí thế quỷ dị dâng trào, một khí thế của sáu sao đỉnh phong khiến trong lòng tất cả mọi người báo động, vội vàng ngừng lại thân thế, lùi về phía sau mấy bước. Tiêu viêm cười khổ nói, mặc dù không biết đó là loại ma thú gì, nhưng xem ra cũng không phải là một nhân vật dễ chọc linh hồn chi lực thăm dò bốn phía một chút không có cảm ứng được thiên hòa cùng linh ấn mang theo đám người lặng lẽ lách đi qua đám người lại tiến về một ngọn núi khác vẻ mặt khiếu chiến trầm số nói không phải ngọn núi nào cũng có tồn tại một thử kinh khủng như vậy đúng không tiêu viêm cũng cảm thấy phi thường phiền muộn bình thường khó gặp sáu sao đỉnh phong ma thú vậy mà ở đây có vẻ giống như khắp nơi có thể thấy được đầu năm nay chẳng lẽ sáu sao đỉnh phong ma thú đều không đáng giá bất quá may mắn là ngay cả khi gặp ma thú sáu xa đỉnh phong, không biết nó có phát hiện ra đám người tiêu viêm hay không, nhưng tóm lại là không thấy ai động đến bọn hắn nữa. Ông Hoang Mang cũng không hiểu, đám người vừa lầm bầm trên đường đi, vừa bay thấp theo dòng suối chảy róc rách dưới thung lũng sâu, leo lên ngọn núi thứ ba, còn chưa kịp ngắm nhìn cảnh vật sọc đường phong bạo, giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, hắn nhanh chân lạch bạch lui về phía sau, sắc mặt vô cùng tái nhợt, quả như khiếu chiến miệng quạ đen bất hành nói chúng trên con đường núi phía trước một đầu cự đại uyển cự mãng to lớn trông như một ngọn núi nằm ngang ở chính giữa chặn tất cả đường đi một trong tựa hồ ngủ được ngon quý áp như núi lại là sáu sao đỉnh phong nhạc thiếu long lập tức biến sắc sắc mặt tái mét giật mình kêu lên nhanh chóng lùi về phía sau đây là thôn vân mãng viễn cổ man thú là sản phẩm của nó có sức mạnh nuốt mây và sương mù bất khả chiến bại nghe xong nhạc thiếu long giới thiệu tiêu viêm đột nhiên cảm thấy đầu óc mình to như đánh trận hắn chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ liên tiếp gặp phải cổ sử ma thú không có chút biện pháp nào sau khi linh hồn chi lực của tiêu viêm lục soát bốn phía lại một lần lựa chọn đường vòng mà đi tuy nhiên thần may mắn lại không ưu ái cho tiêu viêm và mọi người ở sáu tòa núi cao sau đó rất không may đám người gặp sáu viễn cổ man thú không có con nào mà không phải là sáu sao đỉnh phong sự cưỡng chế của sáu sao đỉnh phong ma thú khiến cho mặt trời mặt trăng và các vì sao đều bị che khuất chưa kể còn có vô số ma thú trong cử sơn ai mà biết khi chiến đấu có thể hay không lan đến những thú khác động đến cả bảy ma thú kéo đến đến lúc đó thì lên trời cũng chẳng có cửa xuống đất cũng không có đường nghĩ đến đây tiêu viêm thật sự muốn khóc đám người cùng nhau thảo luận suy nghĩ miên man từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn đều biến thành tiếng thở dài thực tại không có cách nào khác tiêu viêm đành phải nhờ đến sự trợ giúp của trạm lão đành triệu hồi qua linh tháp trạm lão bị tiêu viêm quấy dày giọng điệu không kiên nhẫn chỉ kéo dài cho đến khi linh hồn chi lực quét qua dây lát sau đó liền trở nên hưng phấn nói nơi đây có thiên hỏa tồn tại tiểu tử lão phu cảm giác tuyệt đối không sai lần này ngươi thật có phúc thân ở trong tháp linh hồn chi lực lại có thể quét ngang toàn bộ không gian tiêu viêm thật sự rất khâm phục bất quá còn giống như có khí tức của viễn cổ man thú chạm lão ngữ khí dừng lại hơi mang một ít hoang mang sau đó lại thoải mái chỗ của thiên hỏa tự nhiên có thủ hộ thú cũng không thể tránh được Ta đương nhiên biết thiên hỏa chính là đồ vật chân quý, thiên địa chiếu cố, có thủ hộ cường đại, nhưng là nơi đây quá biến thái, chín tòa núi lớn khoảng chừng chín viễn cổ man thú sáu sao đỉnh phong, căn bản là không cách nào dò xét thiên hỏa. Tiêu Viêm thấy Trạm lão ngữ khí như cũ cất tiếng, trong lòng lo lắng, chẳng lẽ ta phải khiêu chiến chín cái sáu sao đỉnh phong man thú mới có thể lấy được dấu vết của thiên hỏa à? Tiêu Viêm bổ sung một câu, đoán chừng đến lúc đó, ngay cả thi cốt cũng không còn, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng bắt thấy thiên hòa ở đây, lại không biết tung tích, không gặp ảnh, suy nghĩ lại một chút về vấn đề vẫn là chín viễn cổ man thú. Trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực khi bị thất bại, chạm lão ngữ khí mang theo rung động thật lớn, biểu thị hoài nghi. Chín man thú, người nói nơi này có chín viễn cổ man thú, làm sao có thể, viễn cổ hạo kiếp làm sao có thể còn có nhiều ma thú lưu lại như vậy, mà lại đều ở chỗ này xuất hiện. Tiêu viêm lời thể son sắt, vũ ngực cam đoan, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả trạm lão nhẹ hư một tiếng linh hồn chi lực cường đại lập tức bao trùm khoảng cách vô hạn trạm lão thanh âm từ bên trong tháp truyền đến lão phu cảm ứng được nơi đây chỉ có một khí tức của sáu sao đỉnh phong man thú tuyệt nhiên không sai tiểu tử tận mắt nhìn thấy chưa hẳn là thật lời dừng tại đây phải chăng có thể khám phá liền nhìn vận mệnh của các ngươi trạm lão giả bộ thần bí giống như đang thử thách tiêu viêm nói xong lời này cũng không có phản ứng lại tiêu viêm ngoài miệng thì thào mắt thấy chưa hẳn là thật chín ngọn núi nối liền nhau cách nhau không xa lẽ nào tựa hồ bắt được cái gì đôi mắt tiêu viêm sáng lên trăng trong nước trong sương mù hoa nhìn như hư ảo nhưng kỳ thực chỉ cần mở ra mây mù đẩy ra mặt nước liền có thể biết thật giả tiêu viêm đứng lên cao giọng mở miệng một núi không thể chứa hai hồ chín ngọn núi tương thông bất quá xa mấy ngàn dặm lấy thực lực của sáu sao đấu đế chớp mắt có thể đến làm sao có thể có chín viễn cổ man thú sáu sao đỉnh phong trong đó hẳn là có thủ đoạn một câu như bừng tình người trong mộng đám người nhao nhao tình ngộ lại cảm thấy tiêu viêm phân tích có lý ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm tràn đầy vẻ khâm phục há bọn họ có thể biết phía sau tiêu viêm lại có một cao nhân ăn nhiều muối hơn cả bọn họ ăn cơm chỉ điểm nhưng mà cũng không thể không nói tiêu viêm cũng cực kỳ thông minh một điểm liền thông suốt lúc này dọc theo phân tích của trạm lão nhắc nhở mà đi tiêu viêm chỉ một điểm giang sơn có vài phần bản sắc anh hùng ôn tổ nói nơi đây khác thường chúng ta nhất định phải thử một lần. Quả hồng muốn bóp thì phải tìm chỗ mềm, chúng ta đương nhiên cũng phải tìm cái yếu nhất để hạ thủ. Chỉ là tri thức về phương diện viễn cổ man thú ta cực kỳ có hạn, còn phải dựa vào mọi người mới được. Chân Ni nhìn về phía nhạc thiếu long, mỉm cười nói, phương diện này phải tiến cử thiếu long trước. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, nhạc thiếu long cung kính không bằng tuân mệnh, êm tai nói, mọi người quá khen, theo những gì ta thấy, chín viễn cổ man thú này, đơn giản phân ra ba loại, một là lấy công kích linh hồn làm chủ hai là lấy tốc độ tăng trưởng, ba là cận chiến làm chủ, lấy linh hồn chi lực của chúng ta. E rằng, không ai ngoại trừ tiêu thiếu có thể chống lại lực sát thương của linh hồn cao dài. Chúng ta trước tiên bài trừ ma thú loại linh hồn, viễn cổ man thú, huyết mạch cao quý, nội tình cực kỳ thâm hậu, phi thường cường hãn, mục đích của chúng ta là nếm thử. Vậy chúng ta nhất định phải để đường rút lui, loại tốc độ tự nhiên cũng phải bài trừ. Như thế, chỉ có loại thứ ba cận chiến làm chủ mới là lựa chọn đầu tiên của chúng ta, có khiếu chiến làm thuẫn chúng ta hệ số an toàn cao hơn rất nhiều không hổ là nhạc thiếu long đem sự khôn khéo của một thương nhân phát huy đến cực điểm phân tích đạo lý được rõ ràng mọi người không khỏi đồng ý nhạc thiếu long thở thở ra một hơi tựa hồ đang nhớ lại những ngày viễn cổ man thú tư liệu sau đó tiếp tục mở miệng cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chín đại man thú chẳng biết nơi nào là loại thứ ba cho nên chúng ta lần nữa bài trừ chỉ còn lại sáu cái theo thứ tự là phá sơn chiến thú thôn vân mãng cung võ viên Cùng kỳ, Vọng Thiên Hống, Cửu Vĩ Hồ, trong đó Cùng kỳ, Vọng Thiên Hống am hiểu công kích linh hồn, lật tay ở giữa, có thể dung chuyển đỉnh của thánh sơn, dung động ngân hà trên trời, chúng ta không thể trêu chọc, Cửu Vĩ Hồ, lông tơ toàn thân trên dưới mọc ra hòa hồng sắc, giỏi thay đổi biến hóa, theo như đồn đại rằng có Cửu Vĩ Hồ có nghĩa là sẽ có hỗn loạn trên thế giới, và nó là đại diện tối thượng của tốc độ trong số những man thú, chúng ta có thể đứng xa nhìn mà không thể cận chiến sau mấy lần sàng chọn như thế về sau chỉ còn lại ba thú là phá sơn chiến thú thôn vân mãng cung võ viên phá sơn chiến thú như chúng ta trước đó thấy cực kỳ mạnh mẽ và có sức mạnh cắt xuyên núi và đá thôn vân mãng thân thể tuy dài nhưng đầu đuôi đụng vào nhau linh hoạt dị thường mà lại da dày như giáp bóng loáng như gương đao kiếm khó thương thuộc về loại phòng ngự cung võ viên chính là viễn cổ thánh viên hậu đại huyết mạch không thuần lực không bằng phá sơn chiến thú phòng không bằng thôn vân mãng thuộc về loại hình cân đối phân tích với tư liệu tường tận tư duy rõ ràng có tình có lý phòng vòng đan sen đủ thấy nhạc thiếu long tài hoa đáng ngưỡng mộ năng lực cực mạnh nhạc thiếu long nói một hơi rất nhiều ánh mắt chuyển hướng đám người muốn nghe xem ý kiến lại phát hiện chung quanh an tĩnh đến mức có thể nghe rõ ràng ngay cả tiếng lá rơi mây gió ngạc nhiên nhạc thiếu long nhíu mày hoang mang đang muốn lên tiếng hỏi tham giảng thuật của mình có phải hay không xảy ra vấn đề đột nhiên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, chân thành tha thiết mà nhiệt tình, tràn ngập cổ vũ cùng bội phục. Tiếng vỗ tay kéo dài mà mạnh mẽ, vang vọng trên vách đá xám, Tiêu Viêm mỉm cười vỗ tay, đối với Nhạc Thiếu Long liên tiếp gật đầu khen ngợi. Đối mặt với sự khách khí, Nhạc Thiếu Long có thể miệng lưỡi lưu loát, khi Thái Sơn sụp đổ, Nhạc Thiếu Long có thể gặp mà không sợ hãi, nhưng là đối mặt với sự tán thưởng của đồng đội, Nhạc Thiếu Long mặt hơi đỏ lên, trong lòng có chút ngượng ngùng, Nhạc Thiếu Long gãi gãi đầu, mỉm cười ta bất quá luận sự, mọi người đã suy nghĩ quá rồi. Nam Nhĩ, Minh đột nhiên tuôn ra một câu, quá độ khiêm tốn chính là dối trá. Từ ảnh hung hăng gật đầu biểu thị ủng hộ Nam Nhĩ Minh, khuôn mặt nhỏ muốn cười lại không dám bật cười, nghẹn đến đỏ bừng. Chân Ni thấy nhạc thiếu long có chút xấu hổ, vội vàng ra tới giải vây. Tốt, trở lại chuyện chính đi. Dựa theo phân tích của chúng ta, liền lấy cung võ thử khỉ một lần đi. Từ ảnh nói, ừm, um, cái này yếu, chúng ta liền lấy yếu thử một chút. Tiêu viêm lên tiếng nhắc nhở yếu hơn nữa cũng là viễn cổ man thú mọi người vẫn là cẩn thận một chút chớ khinh thường mục tiêu đã được đặt ra và mọi người lên đường ngay lập tức xuyên qua khu rừng xám xịt đẫm nắng đám người dán chặt lấy tầng trời thấp phi hành dù thế nào đi nữa đều có cường đại viễn cổ man thú canh giữ phi thường liều lính bay ở trên cao là điều không nên điều đó rõ ràng muốn nói với tất cả man thú rằng nhóm người của chúng ta rất mạnh mẽ rất tự tin và thậm chí phi thường tự luyến trường hợp không có sức mạnh tuyệt đối bình thường đều sẽ chết được rất thảm. Rất rõ ràng đám người tiêu viêm không phải là những kẻ ngu ngốc như vậy. Mặc dù tốc độ bay ở tầng thấp chậm hơn nhiều, nhưng bọn họ có thể tránh được nguy hiểm nhiều nhất có thể. Ngọn núi nơi cung võ viên tọa lạc là đỉnh thứ năm phong, cửu sơn thành xếp theo hình tam giác. Đỉnh thứ năm từ góc độ đám người lúc này nhìn lại, như năm ngón tay bên trong giữa ra ngón giữa, nghiêng đối với đám người, tựa hồ mang theo mệt thị cùng một tia khinh thường. Đám người cũng phát hiện ra sự độc đáo của địa hình này, sau một hồi sừng sốt, khẽ lắc đầu đè nén một tia không vui trong lòng nhanh chóng tiến đến đỉnh núi trên đỉnh núi xung quanh là đá xám mây trắng bay phấp phới một cây cổ thụ sừng sững sừng sững giữa trời cao giống như một thanh kiếm đá mang theo lực lượng vô song đâm thẳng vào bầu trời bên dưới cây đại thụ có một ngai vàng bằng đá màu xám trước mặt là một chiếc bàn chạm khắc bằng đá xám bên trên có một vò rượu lớn nồng nặc mùi rượu trái cây đó chính là vị trí của cung võ viên nhạc thiếu long dừng lại giữa không trung suy nghĩ một chút người thấy ngọn núi này như thế nào quả thật giống như là đứng đầu cửu sơn nhưng tại sao cung võ viên dường như lại ở dưới cùng của cửu sơn từ ảnh thân ở trong bóng tối trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vẻ lo âu nói chẳng lẽ chúng ta nhìn nhầm cung võ viên có lẽ không như chúng ta phân tích tiêu viêm dừng lại ẩn thân ở phía dưới một cây đại thụ một bộ áo bảo đen như màu xám trong bóng tối không chú ý căn bản không phát hiện được hắn nói màu sắc nơi này đơn nhất nhìn có vẻ đơn giản nhưng khắp nơi đều lộ ra dị thường khi xảy ra chuyện nhất định phải là yêu thiếu long lo lắng không phải không có lý mọi thứ không biết đều là bí ẩn nhất như sương mù xám xịt quanh năm quấn lấy lòng người hình chiếu của ngọn núi cách đó không xa khiến mọi người khó thở bầu không khí có chút phiền muộn phong bạo cùng chân ni trưng cầu ý kiến của tiêu viêm làm sao bây giờ tiêu viêm thân hình thẳng tắp đưa ra câu trả lời kiên quyết nhất kế hoạch không thay đổi hành sự cẩn thận thân ảnh lóe lên đám người đã đặt chân trên đỉnh núi gió núi vù vù thổi bay quần áo của mọi người ôm sát vào người đường cong hoàn mỹ của chân ni cùng tự ảnh hiển lộ không bỏ sót vì cái này mà vách núi màu xám mang đến hai phong cảnh xinh đẹp nương theo tiếng chấn thiên nộ hống cùng võ viên chậm rãi quay người con vượn này thân cao trăm mét có thừa mái tóc dài màu xám bao trùm toàn thân hai chiếc răng nanh tỏa ra ánh sáng sắc bén giữa cái miệng khổng lồ chĩa lên trời cánh tay to lớn rưỡi ra so toàn bộ thân thể còn muốn dài hơn lồng ngực cường tráng mạnh mẽ so với nham thạch còn rán chắc hơn đôi mắt to như chuông đồng khổng lồ nhìn chăm chăm nhìn những đoàn khách không mời mà đến trước mặt nhưng một cảm xúc phức tạp rất nhanh trượt lóe lên trong mắt dấu vết của những cảm xúc phức tạp đó đã được che giấu rất tốt và nó rất kín đáo trong màu xám cùng võ viên thành âm bạo ngược quát lớn nhân loại to gan các ngươi dám ngang nhiên đặt chân vào khu vực cấm của chín viễn cổ man thú sao cùng với một chút không lưu loát do nhiều năm chưa mở miệng như lôi đình nổ vang tại màng nhĩ của mọi người cung võ viên xác nhận nơi đây thật có chín cái viễn cổ man thú từ ảnh sắc mặt tái xanh vô thức nắm chặt con dao hai lưỡi trong tay dù sao cũng là thân nữ nhi thân thể nhịn không được có chút run rẩy nhạc thiếu long cùng tiêu viêm sắc mặt lại như thường vì họ đã có lựa chọn họ sẽ không lùi bước cho đến khi sự thật của sự việc được xác nhận ít nhất không phải vì lời nói của cung võ viên nhạc thiếu long không lùi mà tiến tới tiến lên trước một bước ánh mắt nhìn chăm chú lên cung võ viên không sợ hãi chút nào ta chỉ muốn hỏi ngươi ngươi có phải hay không viễn cổ man thú cung võ viên chỉ một vị ma thú sáu sao đỉnh phong còn không đủ để để đám người e ngại dù sao đối với bảo hào hắc tôn chiến tích chứng minh thực lực của đám người bọn họ huống chi trước mắt cung võ viên còn không có bảo hào hắc tôn uy áp cường đại nghe nói nhà thiếu long lời ấy cung võ viên tựa hổ nhận vũ nhục cực lớn to lớn nắm đấm nện trên mặt đất mặt đất trên đỉnh núi lập tức đã nứt ra vô số khe hở uốn lượn như mạng nhện thẳng đến dưới chân đám người các ngươi đám người kia dĩ nhiên giám chất vấn huyết mạch cao quý của bản cung võ viên nhưng kỳ quái là mặc dù cung võ viên biểu hiện được cực kỳ phẫn nộ đôi mắt khổng lồ giống như chuông đồng phun ra nhiệt độ như lửa răng nanh sắc bén lộ ra dục vọng muốn xé rách đám người nhưng là nó từ đầu đến cuối không có xuất kích không có biểu hiện ra bản năng công kích của ma thú loại kia cái này thực sự có chút trái ngược lẽ thường để tiêu viêm cùng nhạc thiếu long lông mày hơi nhướng lên theo ta được biết cung võ viên thời đại viễn cổ được sinh ra trong dung nham ở núi lửa tây vực bản chất nó rất thích nhiệt và lông trên cơ thể nó có màu đỏ rực đã hoài nghi có điều gì đó không ổn ở đây bây giờ mắt lại thấy cung võ viên biểu hiện dị thường nhạc thiếu long sẽ càng không buông tha cơ hội xuống dưới nhạc thiếu long chất vấn hợp tình hợp lý không một tia bắt bẻ vì cái gì lông của ngươi lại màu xám cho mà nơi đây sức gió lại cực mạnh chính là địa điểm dâm mát mắt tiêu viêm sáng rực lên nhìn chằm chằm cung võ viên không chờ mong phản ứng kế tiếp của cung võ viên quả nhiên Cung võ viên ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối sau đó liền nhanh chóng bị bạo ngược thay thế đây hết thảy đều không có trốn qua khỏi con mắt của tiêu viêm cùng nhạc thiếu long nhạc thiếu long đem khí thế bỗng nhiên nhấc lên từng bước ép sát mà hỏi thăm không cho cung võ viên chút thời gian nào suy nghĩ cung võ viên trong cơn giận dữ sẽ đấm ngực cầm thét đôi mắt biến thành huyết hồng vì sao ngươi cùng truyền thuyết không hợp hoặc là nói ngươi can bản cũng không phải là cung võ viên ngay khi tiêu viêm trong lòng liên tiếp khen ngợi nhạc thiếu long cung võ viên lại lập tức không biết nên trả lời vấn đề của nhạc thiếu long như thế nào lại không dám tùy tiện động thủ lại cứ như vậy bị hỏi đến sững sờ nguyên lai like, huyễn cảnh này do năm đó có một vị đấu đế cao dài đứng trên đỉnh sáng tạo ra nó đặc biệt dùng để luyện hóa ba thứ kỳ vật mà hắn có năm đó vị kia cực kỳ cường đại đã đem cung võ viên ném ở đây lúc linh trí của nó còn chưa mở ở trạng thái tỉnh tỉnh mê mê thậm chí ngay cả mình đến tột cùng là cái gì đều không rõ ràng nó tại nơi đây cùng một chút ma thú đế dài làm bạn trải qua một cuộc sống thoải mái dễ chịu, đến mức vị đấu đế cường đại kia có tồn tại hay không, nó cũng hoàn toàn không biết. Nơi đây chỗ bên trong là ảo cảnh, bên ngoài có các ma thú lợi hại chấn giữ. Những người trước mắt này mặc dù cấp bậc cũng không cao, nhưng bọn hắn có thể xông vào đây, hiển nhiên là có thực lực tương đương. Mà linh trí sơ khai của cung võ viên ở hoàn cảnh tại này lại tương đối an nhàn, mặc dù giống bảo hào hắc tôn cùng là sáu sao đỉnh phong, nhưng nó lại không có thực lực cường hãn như bảo hào hắc tôn, cũng chưa từng thực chiến qua. Cho nên, nhìn thấy đám người tiêu viêm càng bình tĩnh trong lòng của nó liền càng không chắc không dám tùy tiện xuất thủ nó làm sao biết vô số năm tháng trôi qua bên ngoài sớm cũng không phải là bên ngoài lúc trước kia ma thú lợi hại ngoài kia cũng bị thiên yêu hoàng tộc bát tinh đấu đế tiêu diệt chỉ là bởi vì thiên yêu hoàng tộc bát tinh đấu đế lúc ấy thân chịu trọng thương thêm cánh cửa ánh sáng bên trên có một tia khí tức của vị kia cường đại tồn tại mới không dám vào nhập nơi đây nhưng sau khi ngã xuống đã lưu lại ba vị ma thú hộ vệ thực lực sáu sao đấu đế thì toàn bộ đều bị đám người trước mặt này xóa bỏ. May là nó không biết, nếu như nó biết hết thảy những chuyện này, đoán chừng nó căn bản cũng không dám lộ diện, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Về phần tại sao thích địa điểm có sức gió cực thịnh, là bởi vì nó thực ra chỉ thích không gian hoàn toàn khác biệt phía dưới đỉnh núi, thỉnh thoảng lên trên hít thở cũng không cần giải thích với mọi người, cho nên nó nhất thời sững sờ tại nơi đó. Khi cung võ viên sững sờ, đám người tiêu viêm cũng vô cùng kinh ngạc, đường đường là một vị viễn cổ man thú sáu sao đỉnh phong lại bị đoàn người mình ép đến ngây ngần cả người, trong thiên hạ đoán chừng cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra sự tình hoang đường như vậy, Trầm Mặc cũng không biết bao lâu, thân là sáu giao đỉnh phong, cùng võ viên có tôn nghiêm không thể xâm phạm, không dám tùy tiện xuất thủ không có nghĩa là nó liền e ngại đám người, nó không nói nên lời vào lúc này, linh trí sơ khai của nó đột nhiên cảm thấy những người trước mặt rất phiền, lắc lắc cái đầu to lớn hồi lâu, nó trực tiếp một quyền liền đánh tới, gào thét lên, đánh tới hướng Nhạc Thiếu Long bởi vì nó cảm thấy nhạc thiếu long là người phiền nhất ngọn gió nắm đấm thổi ra thực sự mang đến một nhiệt độ cực kỳ nóng khiến không gian chung quanh cũng có chút bắt đầu vặn vẹo khiếu chiến đoạt trước một bước nắm đấm ngưng tụ hồ ảnh một đạo trùng sáng cự đại chặn lại quyền thế của cung võ viên ở giữa không trung bụi mù trong không trung nổ tung một mảnh sương mù khiếu chiến liền lùi lại ba bước sức nóng như thiếu đốt của nắm tay gió khiến tim hắn choáng váng hơi nóng tản ra khiến mái tóc của nhạc thiếu long sau lưng khiếu chiến bốc mùi khét lẹt một đòn này cũng không có tác dụng nhìn thấy thực lực của đối phương thực sự phi thường cung võ viên nổi lên thú tính ánh mắt tức giận hơi thở toàn thân không ngừng tăng vọt khí thế chiến đấu cuồn cuộn tuôn ra hừng hực như lửa đem đỉnh núi màu xám nhạt đều thiêu đốt cả tòa đỉnh núi cao bắt đầu lay động làm cho người ta cảm giác được áp lực kinh khủng vô tận hai mắt tiêu viêm lại tỏa sáng bởi vì hắn người được hương vị của thiên hỏa loại nhiệt độ cực hạn đó chỉ có thể phát ra bởi thiên hỏa hoặc là thú hỏa cực phẩm mới có thể phóng xuất ra cung võ viên chắc chắn cùng thiên hòa có quan hệ có vẻ như lựa chọn cung võ viên là đúng và nỗi lo lắng duy nhất lúc này chính là tám viễn cổ man thú ở tám ngọn núi gần đó tiêu viêm kìm nén sự phấn khích bình tĩnh hạ lệnh từ ảnh phụ trách giám sát sự di chuyển của những ngọn đồi gần đó những người khác sẽ đi theo ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận chiến đấu này đồng thời xuất thủ trọng thước mang theo lấy thiên hòa màu xanh đen bổ ra khí thế một đi không trở lại bao phủ phía trên cung võ viên ngay khi tiêu viêm vừa ra tay ánh mắt cùng võ viên đột nhiên thay đổi con mắt màu xám tức giận trừng trọng thước của tiêu viêm bởi vì phẫn nộ mà càng thêm màu xám thâm thúy giống như một vũng nước đen đấu khí màu xám thực sự hình thành một lớp bên ngoài cơ thể vô hình nhưng giống như một ngọn lửa thực sự ngay khi ngọn lửa màu xám phát ra một sự cưỡng chế đáng sợ dung chuyển thiên địa đều đang run sợ hỏa diễm mông lung giống như màu sắc hỗn độn cùng núi đá đủ sắc cùng rừng rậm cộng minh từ bên trong đến bên ngoài ngọn lửa màu xám chuyển từ sâu đến cạn lại đến sâu vòng đi vòng lại giống như sự hòa quyện của đường chân trời với biển trời không phân rõ giới hạn nhưng là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ rõ ràng là ngọn lửa có thể thiêu dụi mọi thứ như lại khiến người ta cảm nhận được bên trong ẩn chứa sinh cơ tuần hoàn không dứt chuyện này rốt cuộc là như thế nào do trường sinh quyết chân ni nhạy bén bắt được một số vết không thể tưởng tượng nổi khẽ nhíu mày chân ni bối rối tiêu viêm ở giữa không trung lại cực không dễ chịu ngọn lửa màu xám chẳng biết là vật gì hỗn độn thiên hòa trước kia vốn không có gì không thuận lợi giờ phút này đang co rút lại càng lúc càng co rút lại màu sắc nhanh chóng phai nhạt xuống tựa hồ bị ngọn lửa màu xám trước mặt hoàn toàn áp chế cái này gây ra một cơn sóng lớn trong lòng tiêu viêm bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube giờ best audio nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nội dung hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh và xem những tập mới nhất trong thời gian sớm nhất nhé làm xếp hạng thứ 18 hỗn độn thánh diễm chính là trong truyền thuyết nương theo khai thiên tịch địa mà sáng tạo ra hỏa diễm nó được biến đổi bởi năng lượng tinh khiết nhất giữa trời và đất. Sau khi cùng bạo thiên hỏa dung hợp uy thì lực càng kinh người hơn, nhưng bây giờ, bây giờ lại bị ngọn lửa màu xám ở trước mặt quản chế. Đây quả thực khiến người không thể tưởng tượng, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển đấu khí, trước đem thiên hỏa kiềm chế xuống, suy nghĩ một chút, trong con người đột nhiên sáng lên. Tựa hồ đã lĩnh ngộ được, ngoại trừ đồng loại, thiên hỏa không sợ bất kỳ kẻ cường đại nào, cho dù đối thủ mạnh đến đâu thiên hòa cũng không sợ mà hỗn hợp thiên hòa của chính mình hiện tại trước mặt ngọn lửa màu xám lại lộ ra rất e ngại đây là vì cái gì chỉ có một lời giải thích đó chính là ngọn lửa màu xám này chính là thiên hòa xếp hạng phía trên hỗn độn thánh diễm chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích nguyên nhân co vòi của thiên hòa đúng nhất định là như vậy thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến được không mất chút công phu sau khi nghĩ thông suốt những điều này tiêu viêm trong lòng đại hỷ hắn nắm chặt trọng thước dồn đấu khí vào nó rồi dùng sức chém xuống trọng thức nặng nề mang theo tiếng kêu to cách cung võ viên đỉnh đầu không qua vài thước cung võ viên lại khinh thường cười một tiếng ngọn lửa màu xám lượn lờ hóa thành áo giáp chống lại công kích lần này của tiêu viêm ngẫm lại cũng thế tiêu viêm chỉ là thực lực ba sao đấu đế sơ kỳ thiên hỏa lại so với ngọn lửa màu xám cấp thấp hơn cung võ viên còn gì phải sợ mang theo thiên hỏa màu xanh đen cùng trọng thức nặng nề nện ở trên đầu cung võ viên hai loại tuyệt thế thiên hỏa va chạm giống băng khô gặp được liệt hỏa tạo nên tầng tầng gợn sóng bốc lên sương mù tràn ngập toàn bộ đỉnh núi đấu khí thấp hơn đối phương thiên hỏa kém đối phương nhưng không có bất kỳ cái gì lo lắng tiêu viêm bị chấn bay ra ngoài hộ thân thiên hỏa một trận tán loạn cơ hồ thất bại không thành giáp với sự linh hoạt của đôi cánh bằng xương tiêu viêm lăn lộn trên không trung mấy lần khó khăn lắm mới có thể đứng vững nhưng trong mắt càng trở nên nóng bỏng hơn trận thua của tiêu viêm đã đánh thức sự hoang mang của chân ni chân ni nhíu mày một cái từng mảnh lá xanh bay ra giống như lục ngọc lóe ra sáng bóng trong suốt đấu khí chói mắt vô tận hóa thành lục quang đầy trời lập tức đem cả đỉnh núi đều che mất nhưng ngôi sao đầy trời hóa thành dáng mây xanh rơi rụng xuống từng mảnh lá xanh giống như lưỡi đao xoay tròn vô cùng sắc bén cắt thân dưới ngọn lửa màu xám mặc dù bị hủy diệt dưới, dưới va chạm với thiên hỏa nhưng vẫn có vài mảnh cắt xuyên qua bộ lông của cung võ viên nhưng quỷ dị chính là nơi cung võ viên bị chém thẩm thấu ra dĩ nhiên không phải máu tươi mà là từng tia khí xám cái này khiến trong lòng của mọi người thắt lại cung võ viên thế mà không phải bằng xương bằng thịt sao vậy nó đến chính xác là cái gì chỉ trong chốc lát cung võ viên đã bị thương sau vài lần giáp mặt điều này là một điều vô cùng xấu hổ đối với cung võ viên tuy nói thương thế rất nhẹ cơ hồ không có ảnh hưởng gì nhưng mặt mũi bên trên thực sự là không qua được thế là cung võ viên nổi giận hai cánh tay của nó giang ra hình quạt rồi khép lại giống như một ngọn núi đang chìm xuống bao bọc tất cả mọi người ngoại trừ tiêu viêm đang ở trên đỉnh đầu nó những ngọn lửa màu xám xoay quanh nắm đấm khổng lồ bùng cháy hừng hực và nhiệt độ cao như thiêu đốt ngay lập tức khiến viên sỏi bị đem nắm tay gió mang theo đá vụn nháy mắt thiêu đốt và cấp tốc trở nên ưu ám trong gió hóa thành cho bụi quyền còn chưa đến cung võ viên vận chuyển đấu khí đan điền thẳng lên yết hầu cầm lên chín lần liên tiếp và một làn sóng âm thanh vô hình từ trong miệng oanh ra vòng vòng đan sen kết nối với nhau tạo thành một vực thẳm đen tối khổng lồ phong kín tất cả đường lui của đám người Cung võ viên đột nhiên phát động công kích uy lực của ngọn lửa màu xám kinh người tiện đà bùng nổ phá hủy ngọn núi sừng sững đúng như nhạc thiếu long đã nói trước đây cung võ viên lực không bằng phá sơn chiến thú phòng không bằng thôn vân mãng có thể đám người không nghĩ tới cung võ viên lại có hỏa diễm chi lực kinh khủng như vậy cung võ viên đã cho mọi người một bài học đơn giản đó là đừng bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào có thể tại chín ngọn núi tọa trấn viễn cổ man thú có lẽ trong đó có khả năng là hư ảo không chân thực cũng sẽ không có chênh lệch thực lực rõ ràng như vậy cái gì nhìn yếu ớt không có nghĩa là nó yếu thật tiêu viêm lúc này đang ở trên không trung mọi người xếp hàng với khiếu chiến làm thủ lĩnh phía sau không xa có một vách núi vô tận đó là điều không thể tránh khỏi không có chỗ nào để né tránh không có lối thoát vậy liền chiến đi khiếu chiến nhìn thoáng qua đám người phía sau trong mắt hiện lên vạn phần ngạo khí hoàng kim chiến giáp che thân khiếu thiên hổ huyễn hiện xuất hiện khuỵ gối xuống vững vàng hạ bộ lập tức tung ra hàng trăm quả đấm trùng điệp hổ ảnh thoáng hiện hư vô biến hóa ngàn vạn không cố định đó nhận đòn công kích như vực sâu của cung võ viên gió núi cào đến mạnh hơn gió núi càng thổi càng dữ dội thậm chí bầu trời chết lặng trong trận khí không ngừng vang lên như bàn cổ khai thiên tịch địa khiếu chiến quyền phong tuy mạnh nhưng hỏa diễm chi lực của cung võ viên càng bá đạo hơn liên tục không ngừng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên làm khiếu chiến chỉ cảm thấy thân thể run lên xương cốt dục dịch máu thịt không ngừng chấn động và ngay cả các cơ quan nội tạng cũng đang run rẩy mượn lực rút lui có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này nhưng khiếu chiến không lùi cũng không thể lui phía sau liền là chiến hữu sinh tử gắn bó hắn lui không thể lui khiếu chiến chỉ có một lựa chọn đó là đứng đầu vô luận như thế nào nhất định phải đứng đầu khiếu chiến hai chân hoàn toàn cắm vào trong đá song quyền vung ra vượt qua cực hạn đấu khí của hắn cả người giống một vòng kim sắc mặt trời rực rỡ Trung quanh kim quang lượn lờ vô tận đấu khí che mất đỉnh núi cao buộc phải hạ nó đòn tấn công nặng nề của cung võ viên khi sương mù tiêu tán khiếu chiến hai chân vẻn vẹn lui về phía sau ba bước dấu vết bị kéo lê bởi dấu chân hàn sâu trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng khiếu chiến trên gương mặt hiển thị rõ cương nghị cùng kiên cường trầm mặc như mọi khi khiếu chiến nuốt vị ngọt tràn vào cổ họng không cho cung võ viên cơ hội công kích lần nữa trong lúc khiếp sợ hắn nhào thân mà lên như phủ thêm hoàng kim chiến giáp thần đệ phung ra quyền cước bạo tố ngọn lửa màu xám uy lực quá mức cường hãn đám người vừa rồi cách vách núi chỉ có bất quá chỉ có mấy bước nếu để cho cung võ viên lấy lại tinh thần khiếu chiến chắc sẽ không né tránh đưa đợt công kích tiếp theo sở dĩ khiếu chiến nhịn xuống cơn đau nhức từ hai tay đánh đòn phủ đầu vì mọi người tranh thủ thời cơ lúc trước khi chưa thăng cấp 6 sao đấu đế sức phòng ngự của khiếu chiến không đủ để đối phó với những đợt tấn công liên tiếp của các sáu sao đỉnh phong ma thú mà hiện tại tấn cấp đến sáu sao đấu đế khiếu chiến lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng đối mặt với cuộc tấn công của cung võ viên hắn đã có một chi lực vậy thì vì mọi người xuất thủ câu được thời gian dù là tám núi viễn cổ man thú khác đều là thật cũng có thể tại bọn chúng còn không kịp đến chi viện nên phát ra một cú mạnh nhất tranh thủ cầm xuống cung võ viên trong lòng mọi người nóng lên không chút do dự đối với cung võ viên phát khởi công kích mãnh liệt nhất nhạc thiếu long vượt lên trước suất chiêu một chiêu đã dùng hết sức lực đâm tốc độ đâm gió đâm dữ dội đâm biến hóa đâm bơi đâm điên cuồng kiếm kiếm đâm chấp nhoáng đâm cực mạnh chín chiêu liên tiếp đâm ra một mảnh tinh huy cửu long minh long thứ mờ mịt uốn lượn lấy từng tia khí tức màu đỏ thẫm xuyên thủng bầu trời bộc phát ra vô tận tinh quang như cửu long tụ hợp chính là thế giai trung cấp đầu kỹ cửu thứ nhất tuyến thiên bên trong thức thứ mười một tuyến phá thiên một tuyến duy nhất phá vỡ bầu trời phá vỡ tất cả các quy luật của thế giới và ánh sáng ngôi sao xuyên qua xé nát không gian một cách không thương tiếc với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được khi một ngôi sao đẹp sáng lên đồng nghĩa với việc những đám mây đen dưới bầu trời đầy sao sẽ bị tiêu diệt một chiêu này của nhạc thiếu long còn cho tới bây giờ chưa từng thi triển qua không phải bởi vì năng lượng mà chiêu thức này cần thu thập là không thể tưởng tượng nổi mà là bởi vì chiêu thức này hoàn toàn là vì mục đích tấn công từ bỏ phòng ngự chỉ quản công kích hoàn toàn không né tránh một kích này nhất định long trời lở đất một kích này không thành công thì thành nhân nhanh thật nhanh không cách nào né tránh nhanh đây là cảm giác duy nhất của cung võ viên trừ hai tay vô ý thức bao quanh cung võ viên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào ngay khi cung võ viên hai tay vừa giơ lên một thời điểm vô cùng quan trọng phòng bão ấp ủ đã lâu một đạo gió lốc cấp tốc đuổi đến cuốn lên hai tay cung võ viên với thực lực của cung võ viên đương nhiên là dễ như chờ bàn tay liền hủy diệt gió lốc nhưng động tác khó tránh khỏi rừng một chút liền trì trệ một giây lát một tuyến phá thiên phá vỡ lồng ngực cung võ viên trên lồng ngực cung võ viên bị nhạc thiếu long đâm thủng qua bằng ánh sáng mở ảo của bầu trời gần thì xương cốt gần đó bị chia năm sẻ bày khí xám bắn tung tóe lực va chạm cực lớn làm rung chân cung võ viên khỏi mặt đất cơ thể đột nhiên mất thăng bằng không có cho cung võ viên có cơ hội lấy lại hơi Hiếu chiến đấm ra một quyền trên bầu trời giống như là có sóng lớn kim sắc mãnh liệt qua cung võ viên miễn cưỡng giơ nắm đấm lên chặn lại toàn bộ thân hình rơi vào vách đá phía sau vô số tảng đá sụp đổ chôn vùi cung võ viên nếu như vậy liền có thể tiêu diệt viễn cổ man thú sáu sao đỉnh phong cái kia cũng quá không thực tế nam nhĩ minh trong lòng sáng như tuyết thủ ấn cấp biến hai đầu lục sắc cự mãng giống như là hai con dao long hợp lại cùng nhau hướng về phía núi đá sụp đổ quấn giết tới tiêu viêm cũng ổn định thân hình con ngươi kim quang điểm điểm linh hồn chi lực sôi trào mãnh liệt tách ra cửu minh hoàng tuyền vượt ngang phía trên tự nhân vạn trượng hư ảo nhanh chân vượt sông mà ra hoàng tuyền thiên nộ đi theo cự mãng trên mặt hơi có vẻ do dự khóe mắt chân y khẽ co giật ánh mắt quét qua tám ngọn núi gần đó vẻ mặt kiên quyết lật hai tay nuốt xuống hồn thiên đan phủ văn lấp lánh ba động sinh mệnh cấp tốc ngưng tụ thiên địa chi lực lần lượt xuất hiện các vị tinh linh tổng cộng là mười hai vị chính là chiêu tuyệt sát của chân y khi đối phó với bảo hào hắc tôn cung võ viên thực lực không bằng bào hao hắc tôn chân nhi vốn không định dùng tuyệt chiêu này nhưng có quá nhiều ẩn số trong tám ngọn núi gần đó và một giải pháp nhanh chóng là chiến lược tốt nhất đây cũng là một hành động bất đắc dĩ của chân nhi mười hai chiến tướng tinh linh đem nguyên khí chung quanh toàn bộ cạn kiệt chuyển hóa bản chất cơ thể họ thành sức mạnh của ngọn giáo chiến tranh hư không rung động chiến mâu tại không trung lóe lên liền biến mất sau một khắc xuất hiện đã cắm vào đống núi đá bên trong núi đá vỡ vụn hóa thành bụi phấn nhẹ nhàng rơi xuống triệt để trở thành một đống cát sỏi màu xám. Sau nhiều thử thách sinh tử, sự hiểu biết ngầm của mọi người có thể dễ dàng khớp với nhau mà không cần nói một lời, và thời điểm của các cuộc tấn công liên tiếp có thể nói là đã đạt đến đỉnh điểm. Chiến mâu biến mất, sinh mệnh chi luân to lớn, lại xuất hiện trên trời cao, thời gian chuyển động thôi động lịch sử tăng thương, quang hà lượn lờ, làm liệt dương đều ảm đạm phai mờ, không cách nào tranh cùng ánh sáng. Trận chiến diễn ra xuân sẻ đến không ngờ ngay cả bảo hào hắc tôn đều nuốt hận sinh mệnh chi luân bỏ mình đã không thể ức chế vận chuyển lại mọi việc đều diễn ra theo dự đoán của mọi người lúc này tám ngọn núi lớn gần đó vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì sự tình nhìn như phi thường viên mãn một linh trí sơ khai viễn cổ man thú sáu sao đỉnh phong cho dù hắn có được thiên hỏa cũng không phải là đối thủ của đám người ngày nay với nghịch thiên đan dược hồn thiên đan một sinh vật bằng xương bằng thịt đối mặt đoàn đội ăn ý cực phẩm đấu kỹ nghịch thiên đan dược đây hết thầy liền xem như bảo hao hắc tôn trùng sinh tất cả những điều này cũng không thể thay đổi số phận đã định sở dĩ khi núi đá sụp đổ một thân ảnh to lớn dãy giụa mọi người cũng không có quá lớn phản ứng gì nhiều như thể họ đang nhìn một sinh mạng đang hấp hối trên đỉnh núi gió luôn luôn rất lớn nhưng là hiện tại lớn hơn cùng phong cuốn lấy mây đen che đậy mặt trời bầu trời trong và bỗng trở nên u ám giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối đến thật nhanh bất khả tư nghị như vậy chính như mọi người cũng thấy đấu khí của cung võ viên chấn động liền bán ra tất cả cho bụi, như vậy thật không thể tưởng tượng, trừ lông tóc gãi loạn, bên ngoài hơi, có vẻ chật vật không chịu nổi, cung võ viên vẫn hoàn toàn, như trước đây một thân da lông màu xám, hoàn toàn như trước đây thân thể khổng lồ sừng sững bất động, và không có màu sắc nào khác trên ngọn lược, màu xám nhảy múa xung quanh cơ thể, cựu mãng của nam nhĩ, minh tan thành mây khói, trong con người to lớn của cung võ viên hiển thị rõ ra bạo ngược cùng lửa cháy phẫn nộ hừng hực, tiêu viêm hoàng tuyền thiên nộ, như gió nhẹ mây bay, chỗ nào tạo thành nó nơi vỡ nát phía trên lồng ngực ngọn lửa xám đang bùng cháy sức sống mãnh liệt như đại dương mênh mông phun trào mà ra vết thương đang hồi phục nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ánh sáng tiếp tục tràn ra khỏi vết thương và tán loạn ra khỏi cơ thể khí tức của sự sống mạnh mẽ khiến sắc mặt mọi người đại biến đây quả thực là không hợp với lẽ thường vượt xa sự dự đoán của đám người lật đổ tất cả tư duy của mọi người đấu kỹ uy lực trong lòng mọi người nắm chắc và một nửa đỉnh núi chỉ toàn là tàn tích sỏi đá đủ để chứng minh tất cả. Đám người tự nhiên sẽ không tự luyến cho rằng, cung võ viên trước mắt là hồi quang phản chiếu, cố gắng dãy giụa, khí tức suy tàn vừa mới xuất hiện từ trong sỏi đá nhanh chóng ổn định lại, rồi tiếp tục cường hãn. Nhưng mọi người đều cảm nhận được rõ ràng, nhưng nhìn bộ dạng này của cung võ viên, rõ ràng là giống như không có chuyện gì, cho dù bị thương cũng đã gần như bình phục, khả năng hồi phục của nó mạnh như vậy sao, mà lại, khí độc cùng linh hồn chi lực đối với cung võ viên tựa hồ miễn dịch hoàn hoàn viễn cổ man thú thật cường hãn như vậy đám người hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này mà cú sốc còn lâu mới kết thúc sinh mệnh chi luân chứa đựng niềm hy vọng lớn nhất của mọi người chậm rãi chuyển động tiếng cọ sát chói tai vang tận mây xanh sinh mệnh chi luân bên trên vết khắc đại biểu thọ nguyên lại không có bất kỳ biến hóa nào sau đó sinh mệnh chi luân dần dần hư ảo tiêu tán ở giữa không trung cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua mà cung võ viên thậm chí còn không rơi một sợi lông mày. Trên đỉnh núi cây đại thụ kia, che trời y nguyên không có ngã sập, lộ ra bộ rễ to lớn, thân cành vạn năm, như bàn long uốn lượn mở rộng, tiêu viêm ở giữa không trung, lại như con rối trong kịch mất đi dây điều khiển, cũng không nhúc nhích, cứng ngắc tại chỗ, đôi cánh xương khổng lồ, khẽ xuân lên, như cánh diều mắc vào thân cây, hắn lẩm bẩm nói, miễn dịch khí độc, không sợ linh hồn chi lực, ngay cả sinh mệnh chi luân cũng đều không có chút nào hiệu quả, đây không có khả năng đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều